Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 16. Dược phương cốc kinh thiên dị tượng tự nhiên bị chu vi 10 dặm người phát hiện. Những cái kia vẫn còn ở dược phương cốc nghỉ ngơi các lộ cường giả, chợt mở mắt ra, thân thể trực tiếp xông ra ngoài. Đi tới đất trống, gắt gao nhìn chằm chằm vậy từng đạo sấm sét từ trên bầu trời rơi xuống. Bọn họ con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Bực này kinh thiên cảnh tượng, bọn họ chưa bao giờ gặp qua à. Thậm chí có mấy vị hơi thở cực kỳ kinh khủng cường giả, nhìn chằm chằm sấm sét, ngừng thở. Một chút sợ hãi ở bọn họ trong lòng lan tràn. Bọn họ rất rõ ràng, có thể dẫn động dị tượng bực này tất nhiên là một vị tuyệt thế cường giả. Thực lực vượt xa bọn họ cường giả. Chẳng lẽ tỉnh Chiết Giang lại có cường giả vấn thế? Khu nghỉ ngơi mấy vị người cục võ đạo Hoa Hạ, chau mày. Cái đó từng ở trên quảng trường chỉ trích Diệp Thần ông già vừa định lấy điện thoại di động ra đem hình ảnh này vỗ xuống tới. Đột nhiên, điện thoại di động hắn giống như không bị khống chế, chụp lia lịa ngay tức thì, một cổ cực mạnh cảm giác nóng bỏng xuyên thấu hết thảy. Bành! Một giây kế tiếp, trực tiếp nổ bể ra. Điện thoại di động một ít bộ kiện lại là bắn vào hắn cặp mắt. À! Một tiếng hét thảm vang khắp toàn bộ dược vương cốc. Cường giả dị tượng, há là thế gian con kiến hôi có thể rình rập. Cùng lúc đó, dược phương cốc chỗ sâu một nơi rơm dạ phòng. Một cái tiên phong đạo cốt ông già ngồi xếp bằng, người này chính là Hoa Hạ dược minh mạnh nhất luyện đan sư. Không chỉ thủ đoạn luyện đan cực mạnh, võ đạo thực lực cũng có thể bước vào Hoa Hạ tông sư bảng trước 10. Dĩ nhiên, Hoa Hạ tông sư bảng cũng không có hắn tên chữ, hắn cũng không để bụng loại này hư danh. Hắn một lòng tu luyện. Thời khắc này hắn trong mắt mở ra, cặp mắt đục ngầu lóe ra một đạo tinh quang. Sạch bóng sau đó lại là kinh hãi. Dược phương cốc làm sao sẽ xuất hiện cường giả loại này? Tỉnh Chiết Giang thời tiết thay đổi. Vẫn là nói, Hoa Hạ thời tiết thay đổi. Trong đan phòng, Hạng Thừa Đông nhận ra được không đúng, mở mắt ra, hoàn toàn sợ choáng váng. Nhìn cả người bị lôi điện quấn quanh Diệp Thần, Một tiếng, hắn trực tiếp quỳ xuống trên đất. Cái gì Hoa Hạ dược minh lý sự trưởng, cái gì tông sư, hắn cũng không quan tâm. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn sống à. Hắn tự xưng là cũng là gặp qua một ít bộ mặt thành phố, nhưng là giờ khắc này, hết thảy cảnh đời ở trước mắt đều là bọt. Hắn thậm chí cảm thấy trước mắt cái này người thanh niên, chính là một vị thần tôn à. Thời gian vừa niệm, liền có thể để cho hắn tan thành mây khói thần tôn. Diệp Thần nhìn Hạng Thừa Đông quỳ xuống, nhướng mày một cái, bước chân đạp đất, khí lưu phun trào, Hạng Thừa Đông thân thể trực tiếp treo nổi lên. Sau đó, Diệp Thần cầm trong tay màu vàng phù văn trực tiếp vỗ vào Hạng Thừa Đông trong cơ thể. Kim quang đại tác, Hạng Thừa Đông ngược lại xuất hiện một đạo màu đen giáp cốt văn ấn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chính là rác dưới thuật pháp, cũng dám xấu hổ mất mặt. Phá! Từng đạo ánh sáng xuyên thấu Hạng Thừa Đông thân thể, tay cầm sấm sét Diệp Thần năm ngón tay dương ra, trực tiếp đem vậy giáp cốt văn ấn bắt ở lòng bàn tay. Giáp cốt văn ấn thậm chí muốn chạy trốn, nhưng là coi như Diệp Thần năm ngón tay buông. Cường đại cấm chế cũng để cho nó không có chạy trốn tư cách. Đột nhiên, Diệp Thần năm ngón tay khép lại. Rắc rắc, một tiếng, màu đen văn ấn trực tiếp biến mất, hóa là bụi bặm. Giờ phút này, xa ở ngoài ngàn dặm kinh thành, u hồn giam ngục, nơi này u ám đến mức tận cùng. Khắp nơi phun trào ra nguy hiểm hơi thở. Nơi này tràn đầy hung ác và tội ác, nơi này không có thực lực, thì biết luân lạc tới tầng dưới chót nhất. U hồn giam ngục chỗ sâu, một cái ăn mặc trường bào lão giả râu dê ngồi ở một nơi trong phòng đá. Trước mặt hắn là một đôi vợ chồng, bị đặc thù cái ghế trói buộc, giam cầm tự do. Nam trên mặt tràn đầy dứt khoát, mặt chữ quốc, mặc dù dãi gió dầm sương, nhưng có thể cảm nhận được một tia kiêu ngạo. Con cái đại khái chừng 40 tuổi, vẫn bộ dạng thướt tha. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này hai người chính là hắn một mực khổ khổ tìm kiếm phụ mẫu. Diệp Thiên Đang, Giang Nữ Dung, lão giả râu dê nhìn về phía hai người, mở miệng nói, lâu như vậy. Các người thật còn không dự định nói sao? Các người thật muốn cả đời ở chỗ này. Diệp Thiên Đang hừ lạnh một tiếng, ta nói,
ta cái gì cũng không biết, người muốn nhốt liền nhốt, dù là lại qua mấy chục năm, chúng ta cũng không thể nói gì được. Dù sao chúng ta bây giờ còn sống giống như cái xác biết đi vậy, người muốn giết cứ giết, muốn hành hạ liền hành hạ, tùy theo ngươi. Lão giả râu dê lắc đầu một cái, ánh mắt lại rơi vào Giang nữ dung trên mình, nói, Giang tiểu thư, ngươi nhưng mà cành vàng lá ngọc, ở nơi này u hồn giam ngục chịu đắng phỏng đoán rất khó chịu đi, chỉ cần ngươi nhả, ta có thể đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện. Giang nữ dung nhìn về phía bên cạnh Diệp Thiên Đang, mắt đẹp đều là ấm mềm, ta nguyện ý đi theo hắn chịu khổ, huống chi, hai chúng ta cái gì cũng không có, còn sống vậy không có ý nghĩa. Lão giả râu dê ngón tay gõ bàn một cái nói, con ngươi híp lại, mở miệng nói, chẳng lẽ liền các ngươi nhi tử Diệp Thần vậy không quan tâm. Nghe được câu này, hai vợ chồng gương mặt tràn đầy vùng vẫy, trong mắt có một tia sâu đậm vẻ phức tạp. Chúng ta nhi tử đều chết hết, ngươi nói không có gì cả dùng. Giang nữ dung lạnh lùng nói. Năm đó Vân Hồ Sơn Trang, là nàng tự tay đem Diệp Thần đẩy xuống hồ Đông Tiền. Nước chảy xiết và vách đá cao, nàng so người bất kỳ đều biết. Nàng không có lựa chọn, đẩy nhi tử đi xuống, tổng so với bị người nọ chém chết phải tới tốt. Nếu như ta nói, các ngươi nhi tử không có chết đâu. Dâu dê lão tử lời nói ra kinh người đảo. Lời này vừa nói ra, vợ chồng hai người trong lòng tung lên mọi thứ sóng biển, hai miệng đồng thanh nói, ngươi nói gì? Lão giả dâu dê cười một tiếng, tựa như nắm chắc phần thắng, nói cho ta, cái đó ta muốn biết bí mật, ta nói không chừng tâm tình tốt, sẽ mang các ngươi nhi tử tới gặp ngươi. Hai người liếc qua đầu đi, kiên quyết mà kiên định. Đừng hòng, coi như thần nhi còn sống, ta tin tưởng hắn vậy sẽ đích thân tìm được chúng ta. Lão giả râu dê trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở một viên nút màu đỏ trên. Hắn uy hiếp nói, chỉ cần ta đè xuống, các người sẽ bị dòng điện hành hạ, cảm giác này cũng không dễ chịu. Hai vợ chồng vẫn không có để ý tới lão giả râu dê. Được, nếu các người tự tìm cái chết, ta phụng bồi tới cùng. Một giây kế tiếp, lão giả râu dê một trưởng hướng nút ấn vỗ tới. Nhưng là còn không có rơi xuống, hắn trên mình lại xông ra cuồn cuộn sấm sét. Một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở bao quanh hắn. Làm sao có thể? Lão giả râu dê sắc mặt đại biến, hắn phát giác cái gì? Thuật pháp của hắn bị phá. Hắn lại bị cắn trả. Nhìn quanh thân sấm sét, trong mắt hắn có nồng nặc sợ hãi. Lại có người ngoài ngàn dặm, phá hỏng thuật pháp của hắn. Mấu chốt hắn liền ngăn cản quyền lợi cũng không có. Cuồn cuộn sấm sét để cho hắn khó chịu đến mức tận cùng, để cho hắn điên cuồng và tức giận. Huyết khí không ngừng dâng trào, hắn lại cũng không khống chế được, trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Hắn trông nom u hồn giam ngục trăm năm, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Thời khắc này hắn cả người biến thành màu đen, vô số sấm sét xuyên qua thân thể. Hắn ngã xuống đất, cả người co quắp, gương mặt dữ tợn lại ảm đạm. Ừng ực, thấy một màn quỷ dị này, Diệp Thiên Đang cùng Giang nữ dung có chút bối rối. Lão này không phải dùng dòng điện đối phó bọn họ, làm sao ngược lại mình bị sấm sét triền thân. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết báo ứng? Hai người nhìn nhau, chẳng biết tại sao, cười. Bởi vì là lão giả râu dê xảy ra chuyện, không lâu lắm, Diệp Thiên Đang cùng Giang nữ dung liền bị đuổi về liền nơi cầm tù. Đó là một cái chỉ có 10 thước vuông gian nhà. Đơn sơ thêm u ám. Chung quanh không ngừng vang lên hài hước tiếng, cùng với quả đấm đấm ở lồng giam thanh âm. Từng đạo cấm chế lực nhộn nhạo lên. Hai cái rác rưởi trở về à, lại có thể không có chuyện gì. Rác rưởi, tới đây nhận lấy cái chết. Diệp Thiên Đang nhìn lướt qua đám kia người nói chuyện, đối với Giang nữ dung nói, mới vừa rồi người kia nói thần nhi còn sống. Giang nữ dung gật đầu một cái, không biết tại sao, nhiều năm như vậy, ta một mực mơ hồ cảm thấy liên hệ nào đó không có cắt mất, ta là một cái mẫu thân, ta rất rõ ràng, đó là máu thịt liên lạc, ta thật cảm thấy thần nhi không có chết. Diệp Thiên Đang rơi vào trầm tư, hồi lâu ngẩng đầu lên nói, thần nhi coi như không chết, cao như vậy địa phương té xuống vậy bị thương, không biết có thể hay không. Hắn ngồi ở trên giường, có chút cố hết sức. Sau đó đem ống quần lột đi lên, bất ngờ là một cái cơ giới chân giả.
Diệp Thiên đang lại đứt một cái chân. Hắn một cái tay ở bị thương bắp đùi vị trí xoay tròn, chân giả bị cầm xuống. Bây giờ ta đã trở thành một cái phế nhân, thật ra thì ở chỗ này quá vậy rất tốt, chỉ hy vọng thần nhi không muốn dính dấp quá nhiều chuyện. Bội Dung, ta đã từng đáp ứng ngươi, phải dẫn ngươi rạng rỡ hồi Giang gia, bây giờ nhìn lại nguyện vọng này cả đời cũng thực hiện không? Giang nữ Dung chợt lắc đầu, nước mắt lã chã. Thiên chính, Giang gia thì như thế nào, nhiều năm như vậy, ta phát hiện có một việc vẫn không có đổi qua, vậy chính là có người địa phương mới kêu nhà. Huống chi chúng ta còn có thần nhi, không biết tại sao, ta luôn cảm giác thần nhi sẽ đến u hồn giam ngục tìm chúng ta, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thiên đang ngẩn ra, từ trong túi móc ra một bản tấm ảnh, lâm vào thật lâu trầm tư. Trong hình, trong hai người ở giữa đứng một cái thiếu niên. Thiếu niên mặc dù non nớt vị thoát, nhưng là hai tròng mắt nhưng lóe lên một tia không thuộc về hắn cái tuổi này đồ. Mà giờ khắc này, u hồn giam ngục trong phòng đá. Lão giả râu dê trên người sấm sét toàn bộ biến mất, hắn bên người thêm 5 vị tiên phong đạo cốt cường giả chữa thương cho hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn một cái chung quanh mấy người, chắp tay một cái nói, cảm ơn mấy vị đại nhân xuất thủ cứu giúp. Một vị trong đó cường giả chất vấn, rốt cuộc phát sinh cái gì, ngươi làm sao có thể ở u hồn giam ngục trong bị thương. Lão giả râu dê con người vẫn có một vẻ hoảng sợ, mở miệng nói, khải bẩm đại nhân, trên người ta vậy đạo thuật pháp căn nguyên bị phá, tất cả từng tiến vào u hồn giam ngục người dấu vết đều biến mất. Ta cảm giác tu vi rơi xuống, bị thương rất nặng. 5 vị cường giả nhướng mày một cái, ngoài ngàn dặm, phá ngươi thuật pháp. Thế gian còn có loại này kỳ nhân. Lão giả râu dê gật đầu một cái, đối phương thực lực quá khủng bố, mấu chốt ta liền phản kháng quyền lực cũng không có, xin mấy vị đại nhân làm chủ. Trong phòng đá lâm vào thật lâu yên tĩnh. Đột nhiên, một vị trong đó cường giả tóc trắng mở miệng nói, người nọ phá hỏng ngươi thuật pháp căn nguyên, dĩ nhiên là vì che giấu cái gì, xem ra đối phương đang điều tra u hồn giam ngục chuyện. Như vậy, người đem cái này 30 năm qua, tất cả tiến vào u hồn giam ngục người thống kê ra, vấn đề tất nhiên ra ở một người trên mình trong đó. Đến lúc đó một mình ngươi cái đi tiếp xúc, tất nhiên sẽ phát hiện đầu mối. Ta đây là muốn biết, ai dám rình rập u hồn giam ngục. Lão giả râu dê con ngươi sáng lên, gật đầu một cái, dạ, đại nhân, ta vậy thì đi làm. Tỉnh Chiết Giang, Dược Vương Cốc. Đan phòng khôi phục yên lặng. Hạng Thừa Đông thân thể vậy rơi xuống. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt trên người mình thứ gì bị tước đoạt. Loại cảm giác này để cho hắn như chút được gánh nặng. Hạng Thừa Đông nhìn một cái Diệp Thần, chắp tay nói, Diệp tiên sinh, thật là thần thông cử chỉ. Nói cho ta u hồn giam ngục chuyện, trên mình ngươi thuật pháp đã phá, đối với ngươi không có bất kỳ tổn hại. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng kia vang lên. Hạng Thừa Đông gật đầu một cái, vội vàng nói, Diệp tiên sinh. U hồn giam ngục mỗi một tháng chỉ biết mở một lần, đều ở đây đầu tháng, cửa vào không ngừng biến hóa, hơn nữa vừa vặn ở rạng sáng cỡ đó, ta lần đầu tiên tiến vào là ở kinh thành công viên thiên linh vùng lân cận, lần thứ hai tiến vào hẳn là ở Tây Hồng Môn bên kia, một lần cuối cùng là kinh thành Hoan Nhạc Cốc mặt Tây. Mỗi một lần mở, đều sẽ có mang mặt nạ người tới đón dẫn, muốn đi vào trong đó, thì nhất định phải người này tiếp đón. Trùng hợp mấy ngày trước. U hồn giam ngục lại có người tiếp xúc ta, nói tháng sau u hồn giam ngục lần nữa mở, để cho ta đi một chuyến nữa, lần này hắn để cho ta đến lúc đó ở kinh thành đại học sư phạm vùng lân cận tìm khách sạn ở. Ta đoán, lần kế u hồn giam ngục mở hẳn ở kinh thành đại học sư phạm vùng lân cận. Diệp Thần thân thể ngẩn ra, sau đó, trên người hắn lực lượng hoàn toàn biến mất. Ông già áo bào đen đã rời đi hắn thân thể, luân hồi mộ địa vậy lâm vào yên lặng. Hắn con người híp lại, trong miệng lẩm bẩm nói, kinh thành đại học sư phạm. Xem ra tỉnh Chiết Giang sự việc xử lý xong hết, qua đoạn thời gian, cũng nên đi kinh thành. Hạng Thừa Đông nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, Diệp tiên sinh, ngài không phải là dự định mạnh sông u hồn giam ngục đi, chuyện này nháo không được à, ta nghe nói u hồn giam ngục không đơn giản như vậy, thậm chí liền Hoa Hạ vị kia thủ trưởng cũng không có tư cách nhúng tay u hồn giam ngục sự việc. Còn nữa, u hồn giam ngục có nhiều vị cường giả trú đóng, ban đầu ta tiến vào trong đó, chính mắt nhìn thấy vậy cường giả chỉ một cái liền nghiền ép một vị thực lực và ta xê xích không nhiều tồn tại,
cực kỳ khủng bố, mặc dù Diệp tiên sinh thực lực rất mạnh, nhưng là ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận là hơn. Diệp thần không có trả lời thẳng, mà chỉ nói, đến lúc đó ngươi lên đường đi kinh thành, nhớ nhắc nhở ta một chút. Diệp tiên sinh, Hạng Thừa Đông nói, ta đi Bách Thảo Cốc lấy một ít dược liệu, không thành vấn đề đi. Diệp thần đẩy cửa ra, chuẩn bị rời đi. Hạng Thừa Đông gật đầu liên tục, Diệp tiên sinh tùy tiện đi lấy là được, Hoa Hạ Dược Minh sự việc ta có quyền quyết định, không người nào dám nói hai lời, chẳng qua là. Hạng Thừa Đông giọng đột nhiên do dự mấy phần. Chỉ là cái gì? Diệp thần nói. Hạng Thừa Đông con người đông lại một cái, hạ quyết tâm nói, không biết Diệp tiên sinh có nguyện ý hay không gia nhập Hoa Hạ Dược Minh, dù là treo cái tên cũng có thể, coi như Diệp tiên sinh muốn ta cái lý này chuyện dáng dấp vị trí, ta cũng không có hai lời. Hắn rất muốn Diệp thần gia nhập Dược Minh, đến lúc đó Dược Minh có thể nói thật là đứng đầu tồn tại. Diệp tiên sinh thủ đoạn thật là thông thiên, một khi gia nhập Hoa Hạ Dược Minh, chúng ta tất nhiên cải tử hồi sanh à. Diệp thần lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, ta không thích bị trói buộc, vậy không thích cái gì chức vị, xin lỗi. Hạng Thừa Đông có chút thất lạc, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ngài xem như vậy được không phải, chúng ta Hoa Hạ Dược Minh trao tặng ngài ghế thủ lãnh cố vấn vinh dự, ngài chỉ cần thỉnh thoảng chiếu cố mấy phần là được rồi, Hoa Hạ Dược Minh ghế thủ lãnh cố vấn thân phận có thể không bình thường. Nó có thể vận dụng Dược Minh ở Hoa Hạ hết thảy tài nguyên, cũng có thể ở Hoa Hạ Dược Minh trao quyền bất kỳ tiệm thuốc, trường học, khu vực có tuyệt đối đặc quyền. Ta biết Diệp tiên sinh và cục võ đạo Hoa Hạ có chút bất hòa, nếu như có cái này một tầng thân phận ở đây, ta tin tưởng cục võ đạo Hoa Hạ cũng biết kiêng kỵ mấy phần. Coi như là ta cầu Diệp tiên sinh. Hạng Thừa Đông kích động nói, hắn rất rõ ràng, nếu như lần này ở Dược Vương Cốc không cùng Diệp thần buộc chung một chỗ. Vậy Hoa Hạ Dược Minh đem không có ngày nổi danh. So sánh mà nói, Triệu đại sư luyện chế đan dược cấp 3 thật là không chịu nổi một đề ra. Diệp thần suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, được rồi, ta trước nói rõ, ta sẽ không vì Dược Minh làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa ta tùy thời có thể rời đi. Dưới mắt hắn cần nhóm lớn dược liệu tu luyện, và Hoa Hạ Dược Minh thành lập không liên lạc được là chuyện xấu. Huống chi một cái hư danh mà thôi. Có cũng được không có cũng được. Nhưng là Diệp thần căn bản không biết, Hoa Hạ Dược Minh chỉ có hai cái chức vị có tuyệt đối thực quyền. Một cái trong đó, chính là Lý Sự Trưởng. Còn như cái cuối cùng, chính là Dược Minh ghế thủ lãnh cố vấn. Hạng Thừa Đông gặp Diệp thần lại đáp ứng, con người ở giữa lóng lánh kiểu khác hào quang. Dược Minh, có cơ hội. Diệp thần rời đi đan phòng, vốn là hắn chỉ muốn hái một ít dược liệu mà thôi. Bây giờ nếu treo tên gì Dược Minh ghế thủ lãnh cố vấn, hắn sẽ không khách khí. Điên cuồng cướp đoạt. Một màn này, nhìn những thuốc kia Minh người kinh sợ rất cằm. À, vậy Tu La Hoa cũng bị Diệp tiên sinh lấy xuống một bụi, chỉ còn lại ba bụi cây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không tốt, đoạn hồn cỏ cũng bị cầm đi. Ngươi xem. Vậy xó xỉnh Dược Vương Cốc chỉ còn lại một bụi thanh nguyệt nhân sâm lại cũng bị hắn phát hiện, đáng chết, vật này chúng ta Dược Vương Cốc có thể bồi dưỡng gần trăm năm à. Từng vị Dược Minh nhân viên làm việc đều rối rít đánh báo nhỏ nói với, nhưng là Hạng Thừa Đông chỉ bỏ lại một câu nói. Diệp tiên sinh ở Dược Vương Cốc làm hết thảy chuyện đều không có thể ngăn trở. Người vi phạm, đuổi ra khỏi Hoa Hạ Dược Minh. Một câu nói này, phân lượng cực kỳ nặng. Căn bản không phải những cái kia nhân viên làm việc có thể chịu đựng. Tạm thời bây giờ tất cả mọi người đối với Diệp thần thân phần tò mò. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp thần mang đi vậy từng bụi cực kỳ chân quý dược liệu. 15 phút sau đó, Diệp thần hài lòng rời đi. Hắn tìm một vòng Chu Nhã cũng không có phát hiện bóng người, suy đoán Chu Nhã hẳn đang nghỉ ngơi khu. Nếu lấy được u hồn giam ngục tin tức, hắn vậy không cần phải ở Dược Vương Cốc tiếp tục ở lại. Tiếp theo phỏng đoán chính là Triệu đại sư hai lần luyện đan, chuyện này và hắn không có nửa điểm quan hệ. Diệp thần đi tới khu nghỉ ngơi, ở cuối hành lang phát hiện Chu Nhã. Chỉ bất quá giờ phút này, Chu Nhã đứng trước mặt một cái cao ngất nam tử, hai người hiển nhiên ở tranh luận cái gì. Chu Nhã chán bây giờ có chút không vui. Diệp thần đi tới, mơ hồ nghe được cái gì đúc kiếm chuyện. Thật giống như Chu gia vi phạm điều ước.
Chu Nhã, thế nào? Giữa lúc hai người tranh luận lúc đó, Diệp Thần mở miệng nói. Cái đó nam tử tự nhiên chú ý tới Diệp Thần, còn người hơi co rúm một cái, mới vừa rồi Diệp Thần ở trên quảng trường cử động quá mức quỷ dị, để cho hắn không thể không kiêng kỵ. Nhưng là cho dù như vậy, hắn vẫn mở miệng nói, Diệp Thần, chuyện này và ngươi không có nửa điểm quan hệ, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Ta không hỏi ngươi, Diệp Thần tốt không khách khí nói. Sau đó nhìn về phía Chu Nhã, nhàn nhạt nói, ta còn có việc, không dự định ở Dược Vương Cốc lưu lại, ngươi theo ta cùng đi trở về thành phố bên trong đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi còn muốn lưu ở chỗ này, vậy ta đánh liền xe trở về. Chu Nhã tựa như thấy được rơm rạ cứu mạng, biết rõ là Diệp Thần ở giải vây cho nàng, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ta tới Dược Vương Cốc cũng là đi cái lưu trình, nếu xong hết rồi, vậy ta sẽ đưa Diệp tiên sinh rời đi. Nói xong, nàng liền hướng Diệp Thần đi. Nam tử con người hiện lên lạnh, tự nhiên sẽ không để cho Chu Nhã rời đi, đưa ra năm ngón tay, bản muốn bắt Chu Nhã cổ tay, một đạo đao gió trực tiếp rơi xuống. Nam tử không thể không rụt tay về, con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần, ta biết người đối với luyện đan có chút nghiên cứu, nhưng là đây là ta Đặng Nguyên Khiếu và Chu gia bất hòa, người như ra tay, đối với người chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Năm đó Chu gia từng đáp ứng ta đúc kiếm, nhưng là đến nay không có kết quả, Đặng Nguyên Khiếu như thế nào hướng Đặng gia giao phó. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đúc không đúc là Chu gia quyền lực. Ra không ra tay là ta quyền lực, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi Đặng Nguyên Khiếu tức giận đến mức tận cùng. Nếu như lần này để cho Chu Nhã rời đi, đúc kiếm chuyện liền căn bản không thể nào. Ngay tại lúc này, Chu Nhã mở miệng nói, Diệp tiên sinh, chuyện này là Đặng gia vi phạm ở phía trước, Chu gia ta. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền nói, không cần nói nhiều, ta tin tưởng ngươi, Đặng Nguyên Khiếu nếu dám động ngươi. Ta định để cho hắn bỏ ra đau thương giá phải trả. Lời nói lạnh như băng lộ ra cao nhất uy áp. Đặng Nguyên Khiếu đã cảm thấy vô số đạo ánh mắt bắn ra. Nếu như ngày hôm nay không có một cái giao phó, hắn Mân Nam Đặng gia nên như thế nào đặt chân? Một cái hiểu đan dược người đối với Hoa Hạ Dược Minh mà nói có thể sẽ quan tâm mấy phần, nhưng là ở hắn trong mắt cái gì cũng không phải. Diệp Thần, ta lặp lại một lần nữa. Chuyện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp? Sao sao uy hiếp trắng trợn? Diệp Thần một phất ống tay áo, trực tiếp đối với bên cạnh Chu Nhã nói, chúng ta đi. Ngay tại hai người bước ra năm bước thời điểm, một đạo cuồng gió cuộn sạch. Sát cơ lạnh như băng hướng Chu Nhã đi. Hiển nhiên là chuẩn bị lưu lại Chu Nhã. Diệp Thần khóe miệng lộ ra lau một cái rét lạnh nụ cười. Mắt xem Đặng Nguyên Khiếu năm ngón tay phải bắt được Chu Nhã bả vai, Diệp Thần động. Một quyền đập ra ngoài. Không có bất kỳ sặc sỡ. Cực kỳ đơn giản. Bành. Đặng Nguyên Khiếu thân thể trực tiếp ngã ra ngoài. Mà Diệp Thần dâu ria không nhúc nhích. Nhưng là đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Diệp Thần bước chân di động, bước lên trước, như mãnh hổ xuống núi, tốc độ kinh người, đi thẳng tới ngã ra ngoài Đặng Nguyên Khiếu trước mặt. Đổi quyền thành chảo, bắt tay đối phương cổ tay. Sắc sắc, chỉ đơn giản như vậy thu lực. Ước chừng lực 500kg bùng nổ, Đặng Nguyên Khiếu như thế nào chịu đựng. Cổ tay trực tiếp gãy lìa. Thanh âm kia rõ ràng đến tức lộn ruột. À, Đặng Nguyên Khiếu căn bản không nghĩ tới Diệp Thần thực lực lại như vậy khủng bố, nguyên bản gương mặt dữ tợn và hung ác, đảo mắt chính là tái nhợt kinh hoàng. Hắn liền một chiêu cũng vác không dưới. Hơn nữa đối phương còn không có thi triển toàn lực. Tỉnh Chiết Giang lại có như thế kinh khủng người tuổi trẻ. Hắn gào thống khổ một tiếng, thân thể đập xuống đất. Diệp Thần từng bước một đi tới, không để ý chút nào đạt tới người ngoài. Ngươi, ngươi muốn làm gì, đừng giết ta à. Đặng Nguyên Khiếu kêu rên. Cái này người thanh niên quá đáng sợ, bây giờ cảm giác mình tùy thời sẽ bị đối phương chém chết. Giết ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, giết ngươi vẫn là dơ bẩn tay ta mà thôi. Hắn nụ cười trên mặt, từ lạnh lùng đổi được dịu dàng. Đây là Đặng Nguyên Khiếu cuộc đời này chưa bao giờ cảm thụ qua dùng mình. Ngay tại lúc này, đã có rất nhiều người vây quanh. Nơi này dù sao cũng là Dược Vương Cốc, đại đa số người đều là bị mời tới,
coi như là xem ở Hạng Thừa Đông mặt mũi, vậy sẽ không ở đây bên trong động thủ. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần được là hiển nhiên quá phận. Không lâu lắm, Hạng Thừa Đông cũng là vội vã chạy tới, khi thấy Diệp Thần, hắn diễn cảm đổi được cực kỳ cổ quái. Đặng Uyên Khiếu gặp Hạng Thừa Đông xuất hiện, vội vàng đưa tay ra, kêu cứu, Hạng lão, cứu ta, thằng nhóc này ở Dược Vương Cốc gây chuyện. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền lên tiếng, ta mới vừa rồi đã cho ngươi cảnh cáo, chính ngươi không nghe. Dứt lời, Diệp Thần một cước dậm ở Đặng Uyên Khiếu trên mình. Thanh âm gãy xương truyền tới. Tựa như toàn bộ biến thành nghiền. Từ nay về sau, ngươi chính là một triệt triệt để phế nhân. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều cho rằng Hạng Thừa Đông sẽ vì vậy nổi giận. Dẫu sao Diệp Thần ở Dược Vương Cốc ra tay, đây chính là trên đầu Thái Tuế Động Thổ. Lấy Hạng Thừa Đông tính cách, Diệp Thần và Chu Nhã tất nhiên bị đuổi ra ngoài. Nhưng là để cho tất cả mọi người không tưởng được chuyện xảy ra, Hạng Thừa Đông nhìn lướt qua Đặng Uyên Khiếu, phân phó người bên người nói, đem người này ném ra, từ nay về sau Mân Nam Đặng gia và Hoa Hạ Dược Minh không có bất luận quan hệ gì. Hoa Hạ Dược Minh cũng sẽ không là Mân Nam Đặng gia cung cấp bất kỳ y thuật trợ giúp. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bối rối. Hạng Thừa Đông không chỉ không có xử trí Diệp Thần, ngược lại trực tiếp và Mân Nam Đặng gia vạch rõ giới hạn. Lại là đem trên tay Đặng Uyên Khiếu ném ra Dược Vương Cốc. Hành động này giống như là ở hướng Diệp Thần lấy lòng vậy. Mà giờ khắc này, thành tựu người trong cuộc Diệp Thần và Chu Nhã đã lặng lẽ rời đi. Từng cái người nhìn hai đạo đi xa hình bóng, trong lòng thật sâu chấn động phố. Bọn họ đồng thời sinh ra một cái vô cùng kiên định ý niệm. Thà đắc tội Diêm Vương, chớ đắc tội với Diệp Thần. Dược Vương Cốc bên ngoài. Chu Nhã chưa tỉnh hồn lên xe, ngực hơi phập phồng. Gợn sóng vĩ đại, ngực rãnh vậy rất là rõ ràng, để cho người mơ tưởng viễn vong. Nàng nhìn một cái sau lưng Diệp Thần, gương mặt chẳng biết tại sao đỏ ửng mấy phần. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nhưng là người đẹp làm sao thường dễ dàng qua anh hùng quan đâu. Chỉ một Dược Vương Cốc mấy chuyện, Diệp Thần bóng người ở Chu Nhã trong lòng vô hạn dương cao. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, hận không được trực tiếp về phía sau tòa đem người đàn ông này chiếm đoạt. Nàng trong lòng hận à, nếu như ở Hạ Nhược Tuyết trước tiếp xúc tới Diệp Thần tốt biết bao nhiêu. Có lẽ nàng lúc ấy chủ động một chút xíu, Diệp Thần phụ nữ bên người liền nên là nàng. Đáng tiếc, cái thế giới này kia có nhiều như vậy nếu như. Nàng rất rõ ràng, lần này một khi rời đi Dược Vương Cốc, trở lại thành phố, còn muốn và Diệp Thần đơn độc sống chung đã không thể nào. Mới vừa rồi Diệp Thần ra tay giúp nàng, hoàn toàn là bởi vì bằng hữu góc độ, mà không phải là đối với nàng có ý tứ. Giờ khắc này, nàng quấn quýt đến trình độ cao nhất. Nàng khí chất dung mạo và Hạ Nhược Tuyết chênh lệch không lớn, nếu như mình chủ động, Diệp tiên sinh có thể hay không cự tuyệt. Nhìn ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần, nàng cắn răng, mở ra chỗ điều khiển cửa xe, lại là sau khi đi tới mặt. Diệp Thần dĩ nhiên là nghe được động tĩnh, mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện Chu Nhã ngồi ở hắn bên người. Thân thể ngươi không thoải mái, mặt làm sao như thế nóng. Diệp tiên sinh, ta. Chu Nhã do dự mấy giây, ám chỉ nói tiểu nữ muốn cảm ơn Diệp tiên sinh mới vừa rồi ra tay, nếu như sau này Diệp tiên sinh muốn ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều nguyện ý. Cho dù là cái đó. Nói xong, mặt nàng đỏ giống như có thể ép ra máu. Diệp Thần ngẩn ra, tự nhiên biết liền cái gì. Hắn cười một tiếng, ta bây giờ liền muốn ngươi là ta làm một chuyện. Chu Nhã mắt đẹp lưu chuyển, hô hấp dồn dập, nói, liền ở trong xe làm. Diệp Thần gật đầu một cái, dùng tay ngươi là được. Chu Nhã nghĩ tới điều gì, nhăn nhó nói, thật ra thì ta cũng có thể dùng miệng mở to giúp Diệp tiên sinh giải quyết. Nói xong, liền đưa ra mảnh khảnh tay, muốn là Diệp Thần thân thiết tháo ra dây nịt ra. Nhưng là rất nhanh. Liền bị Diệp Thần ngăn cản. Diệp Thần chỉ tay lái, ta ý nghĩa là ngươi đưa ta hồi biệt thự Minh Thúy, trong đầu nghĩ gì vậy? Chu Nhã nghe được câu này, cổ đều đỏ ửng. Nàng trong lòng có vô tận thất lạc cảm giác, vội vàng xuống xe, trở lại chỗ điều khiển, thanh âm run rẩy nói, Diệp tiên sinh. Ngay tại xe Bentley rời đi sau đó,
mười mấy đạo khí tức cường giả hướng Dược Vương Cốc đi. Vậy vạn tiếng sấm dị tượng, trực tiếp hấp dẫn tỉnh Chiết Giang vùng lân cận lánh đời cường giả. Bọn họ rất rõ ràng, loại này dị tượng, chỉ có thể là cường giả hạ xuống. Mười mấy ngày trước, tỉnh Chiết Giang giống vậy sinh ra một đạo cột sáng dị tượng. Chỉ bất quá đạo cột sáng kia thoáng một cái đã qua, bọn họ không cách nào chắc chắn vị trí cụ thể. Nhưng là lần này vạn tiếng sấm, bọn họ thời gian đầu tiên cũng biết xuất hiện ở Dược Vương Cốc. Lại là ngựa không ngừng vó chạy tới. Một vị đạo bào lão giả và ông già lưng gù dẫn đầu đến. Hai người nhìn nhau, đạo bào ông già lạnh lùng nói, Thu Thủy huynh, vẫn khỏe chứ, ta nhớ ngươi ở Nguyệt Nhìn núi bế quan, làm sao, trước thời hạn xuất quan. Ông già lưng gù hồi kính nói, nguyên sinh đạo trưởng, ta tới đây vì sao, ngươi chẳng lẽ trong lòng không đếm. Ngươi cũng là truy tìm vị đại nhân kia tới đi. Đạo bào ông già sờ một cái râu, nói có thể bùng nổ dị tượng như thế, tuyệt đối là Hoa Hạ cao cấp cường giả, ở Hoa Hạ thời tiết thay đổi đang lúc, nếu như ta không làm những gì, ta đạo quan chỉ sợ cũng phải gặp nạn, không quá ta khẳng định một chút, nếu như vị đại nhân kia muốn ở hai người chúng ta chúng tuyển chọn, tất nhiên sẽ lựa chọn ta. Võ đạo một đường, thực lực phi tôn, là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Ông già lưng gù trừng mắt một cái nói bảo ông già, hừ. Vậy cũng muốn xem ai tìm được trước vị đại nhân kia. Dứt lời, dưới chân hắn sinh gió, cấp tốc vọt vào. Đạo bào ông già thấy vậy, cũng là dưới chân phun trào chân khí, hướng Dược Vương Cốc chỗ sâu đi. Hôm nay, Dược Vương Cốc định trước bất an ninh. Biệt thự Minh Thúy. Xe Bentley chậm rãi dừng lại, Diệp Thần mở ra cửa biệt thự, vốn cho là Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết sẽ ở bên trong, nhưng phát hiện không có một bóng người. Trên bàn một mảnh hỗn độn, hai nữ tựa hồ dự định làm hồng bồi, nhưng là không biết đột nhiên chuyện gì xảy ra, trực tiếp rời đi biệt thự. Trứng gà thanh vẩy vẩy ở trên mặt đất. Diệp Thần nhíu mày một cái, vừa định lên lầu, Chu Nhã liền vọt vào, kích động nói, Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn. Ngươi còn chưa đi? Diệp Thần hỏi một câu, Chu Nhã liền vội vàng đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Hắn nhìn lướt qua. Là một cái tin tức video. Tựa đề là, tỉnh Chiết Giang tập đoàn Thiên Chính sinh ra trọng đại tai nạn y tế. 27 vị uống tập đoàn Thiên Chính sản phẩm người tiêu thụ trong, đã 2 người chết, trong đó 25 người tiến vào trọng chứng phòng giám hộ. Tình huống không cần lạc quan. Hoa Hạ Dược Giam Cục và Cục Công Thương đã tham gia điều tra. Trong đó trong video hình ảnh lại là 100 người duy quyền. Tất cả mọi người ngăn chặn tập đoàn Thiên Chính tỉnh Chiết Giang chi nhánh công ty cửa vào. Tập đoàn Thiên Chính địa điểm làm việc càng bị đánh đập một mảnh hỗn độn. Cao ốc Hoa Nguyên Quốc Mậu lại là nước chảy không lọt. Cho dù cảnh sát ở bảo vệ trật tự, vẫn không có dùng. Diệp Thần con người âm trầm đến trình độ cao nhất. Bây giờ tập đoàn Thiên Chính phát được sản phẩm, là hắn tự mình nghiên cứu và thiết kế. Lại là dung hợp đan phương. Tuyệt đối không thể nào xảy ra vấn đề. Hoặc là chính là sản phẩm phát bán ra trong quá trình xảy ra vấn đề, hoặc là chính là có người cố ý dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Chu Nhã, lái xe, đưa ta đi tập đoàn Thiên Chính. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp tiên sinh. 20 phút sau đó, Diệp Thần và Chu Nhã liền đi tới tỉnh Chiết Giang cao ốc Hoa Nguyên Quốc Mậu. Giờ phút này cửa cao ốc. Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết đang bị mấy người an ninh gắt gao ngăn cản ở trước người, các nàng cầm trong tay micro, tựa hồ ở cho đòi mở cái gì khẩn cấp buổi họp báo, trong vắt chuyện này. Nhưng là bậy bên ngoài người căn bản không nghe. Một câu câu chửi rủa và làm nhục lại là hướng Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết pháo oanh đi. Khó khăn nghe được trình độ cao nhất. Lại là nhục mạ hai người phụ mẫu. Tôn Di khẽ cắn môi đỏ mọng, trên mặt đã có vẻ tức giận. Bọn họ nghĩ tới phái người cưỡng ép chân áp, nhưng là chuyện này gây quá lớn. Tin tức mới vừa bùng nổ thời điểm là 27 người xảy ra chuyện, bây giờ đã là 100 người. Hơn nữa tình huống không ngừng trở nên ác liệt. Không chỉ tỉnh Chiết Giang, toàn bộ Hoa Hạ cũng tuôn ra tập đoàn Thiên Chính sản phẩm vấn đề. Lần này lại là phiền toái. Coi như dùng Hạ gia và Tần gia quyền lực cùng với mạng giao thiệp đi đè, cũng vô ích. Có một đôi tay tựa như đang khống chế đường hướng của dư luận. Đôi tay này,
trong tay nắm quyền lực xa xa mạnh hơn Tỉnh Chiết Giang Hạ gia và Tần gia. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di chỉ có thể dùng tái nhược chữ viết để giải thích, nhưng là căn bản không có dùng à. Đám người chửi rủa tiếp tục bùng nổ. Đột nhiên, một cái đội nón người đàn ông trong tay kình khí đông lại một cái, đem một quả trứng gà trực tiếp nện ở Tôn Di trên mặt. Tôn Di tóc lên đều là sền sệt trứng gà thanh. Rất là chật vật. Đám kia ký giả lại là điên cuồng bắt nhịp, bọn họ khẳng định, tấm bản đồ này mảnh tất nhiên một ở giữa đêm truyền khắp toàn bộ mạng xã hội. Thấy một màn này mạc, Diệp Thần nổi giận. Hắn một bước bước ra, quanh thân kình khí phun trào. Trực tiếp xông vào trong đám người. Đến mức, người ngưỡng Mã Phiên. Tông sư cơn giận, cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Sự việc phát triển đến mảnh đất này bước, Diệp Thần đã rất rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Từ tập đoàn Thiên Chính tai tiếng bùng nổ, đến du hành thị uy, đánh đập, phá xấu xa, thậm chí còn truyền thông, điều này Long hiển nhiên là hướng về phía tập đoàn Thiên Chính tới. Mấu chốt Tần gia và Hạ gia năng lực không ép xuống nổi, nói rõ một chuyện, uy hiếp đến từ kinh thành. Hết thảy các thứ này cũng là hướng về phía hắn Diệp Thần tới. Có người muốn để cho tập đoàn Thiên Chính thân bại danh liệt, để cho hắn thân bại danh liệt. Cuồng gió cuốn động, Diệp Thần đi thẳng tới cái đó ném trứng gà trước mặt đàn ông. Người gây chuyện làm sao có thể sẽ có cổ võ. Diệp Thần năm ngón tay trực tiếp giữ lại đối phương cổ, người nọ nhận ra được nguy hiểm, vừa định né tránh, nhưng phát hiện đã không còn kịp rồi. Bên tai cuồng gió gào thét, bành, một tiếng vang thật lớn. Cái đó ném trứng gà người đàn ông trực tiếp nện ở trên đất. Mạnh mẽ lực phản chấn càng làm cho hắn khạc ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông thống khổ đến mức tận cùng, làm hắn thấy rõ là Diệp Thần, vội vàng hét lớn, đánh người, mọi người mau xem, tập đoàn Thiên Chính đánh người. Người này ta biết, hắn là tập đoàn Thiên Chính người đại diện trước luật pháp Diệp Thần. Mọi người mau xem, tập đoàn Thiên Chính không chỉ bán độc dược, lão bản còn động thủ đánh người à. Mấy câu nói này trực tiếp một chút đốt toàn trường. Chung quanh chửi rủa không ngừng hướng Diệp Thần vào tới. Khó khăn nghe được trình độ cao nhất. Chỉ trích, vô lễ, làm nhục. Những ký giả kia lại là điên cuồng chụp lia lịa. Đây tuyệt đối là tin tức lớn. Ai bảo ngươi tới? Diệp Thần không để một chút để ý, thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Người đàn ông kia căn bản không sợ Diệp Thần, diễn cảm dữ tợn nói. Người con mẹ nó thuốc men xảy ra vấn đề, còn không để cho người nói, người có phải hay không trong lòng có quỷ. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một cước trực tiếp giẫm ở cánh tay của đối phương trên, rắc rắc. Một tiếng, trực tiếp đạp bể. Cường đại đau đớn, cơ hồ để cho người đàn ông co quắp. Nhưng là trong miệng hắn lời nói, vẫn không thay đổi. Hiển nhiên bị huấn luyện. Mới vừa rồi ngươi động phụ nữ của ta cái tay kia đã gãy. Tiếp theo ngươi muốn đoạn nơi nào? Ta thật rất buồn bực, một mình ngươi cổ võ giả còn tới duy quyền. Diệp Thần cười nói. Người đàn ông ngẩn ra, giả dạng làm mờ mịt dáng vẻ, ta không hiểu ngươi đang nói gì, cái gì cổ võ giả, ta con mẹ nó chính là người tiêu thụ, ba mẹ ta ăn các ngươi tập đoàn Thiên Chính thuốc, bây giờ còn nằm ở trọng chứng phòng giám hộ, nếu như nàng xảy ra chuyện, ta nhất định tìm ngươi liều mạng. CMN, đồ chơi gì? Như vậy lời nói, đám người tâm trạng bùng nổ, già trẻ trai gái rối rít hướng Diệp Thần mắng tới. Càng ngày càng khó nghe. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua tất cả mọi người, om sòm. Hai chữ rơi xuống, một cổ cường đại sóng âm phun trào đi, những người đó lại là rối rít hướng sau lưng thối lui. Có chút lại là trực tiếp rớt đến ở trên mặt đất. Như nước thủy triều phun trào vậy. Khi bọn hắn đứng lên. Mới vừa muốn nói cái gì, một cổ sát ý từ Diệp Thần trên mình bao trùm mở. Bọc toàn thân bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ tựa như rơi vào cửu u địa ngục. Thậm chí trước mặt thật giống như sinh ra một đôi tay, gắt gao giữ lại cổ của bọn họ. Bọn họ khàn khàn, bọn họ không nói gì quyền lực. Ta hỏi hắn, không thích có người chen miệng, ai còn dám nói một chữ, chết. Diệp Thần thản nhiên nói. Chính là uy hiếp. Nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Toàn bộ cao ốc bên ngoài yên lặng như tờ. Diệp Thần con ngươi lần nữa rơi vào người đàn ông trên mình, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu như không nói, ngươi sẽ hối hận.
Người đàn ông không sợ chút nào, nếu như không làm được nhiệm vụ, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Các người tập đoàn Thiên Chính thật là cái gì hạng thấp kém tập đoàn, chỉ biết người uy hiếp, ta con mẹ nó chính là muốn nói ra chân tướng. Diệp Thần khóe miệng lau một cái rét lạnh chớp mắt rồi biến mất. Ta biết ngươi lựa chọn. Hắn thanh âm không có bất kỳ nhiệt độ. Như cửu u hàn băng. Diệp Thần, không có dấu hiệu nào giơ chân lên, trực tiếp giẫm ở người đàn ông trên ngực. Bành! Cái này nặng nề một cước, giống như một cây đạn đại bác oanh đập ở thân thể của đối phương trên. Người đàn ông lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn quỳ xuống đất, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Loại cảm giác này khó khăn bị trình độ cao nhất. Ngươi lấy làm cho này rất đau. Ngươi sai rồi, vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thần trong tay xuất hiện một lá cây, đây là dược vương cốc hái được. Tên là đoạn thân cỏ, là một loại cỏ độc, nếu như chỉ một ăn vào, thần hồn chấn động, thân thể như vạn con kiến phệ cắn. Nhưng là nếu như và khác dược liệu hỗn hợp, vậy sẽ có cực lớn giải độc công hiệu. Diệp Thần trực tiếp cạy ra đối phương miệng, không chút lưu tình đút cho đi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, một cổ lực lượng ở ngũ tạng lục phủ lan tràn, hắn thân thể trực tiếp co quắp, trong miệng lại là khạc ra bọt mép. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân ướt đẫm. Hắn chỉ như vậy co rúc run rẩy, đã bị đau cơ hồ muốn tè ra quần, tim đều phải nổ tung. Hắn khó chịu đến mức tận cùng, hắn thật sợ. Loại cảm giác này so chết đều khó chịu. Hắn thậm chí cảm giác toàn thân thối rữa. Hắn lại cũng không đoái hoài được những thứ khác, dáng vẻ run rẩy thanh âm vang lên, ta nói, là Trịnh. Nói còn chưa nói ra, một tiếng súng vang rơi xuống. Cao tốc xoay tròn tử bắn ra tới đây. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, cười lạnh nói, dám ở ta trước mặt dùng súng, ta muốn cho hắn sống, ai cũng không có tư cách tước đoạt mạng hắn. Dứt lời, Diệp Thần trong tay bắn ra một chuôi phi tiêu. Phi tiêu xuyên thấu đi. Trực tiếp thủng viên đạn. Viên đạn vỡ vụn, kịch liệt sao hỏa trên không trung nổ. Người đàn ông thanh âm vậy hoàn toàn rơi xuống. Trịnh Thiếu. Nghe được Trịnh Thiếu cái này hai chữ. Diệp Thần thời gian đầu tiên nghĩ đến cái đó ở Dược Vương Cốc gặp phải đầu đinh sát nam tử. Tựa hồ lúc ấy có người ta gọi là hô hắn là Trịnh Thiếu. Mấu chốt hắn chính miệng thừa nhận qua, hắn sau lưng là cục võ đạo Hoa Hạ. Cục võ đạo Hoa Hạ uy tín muốn chế tạo ra loại chuyện này kiện, cực kỳ ung dung. Tỉnh Chiết Giang Hạ gia và Tần gia căn bản không có phản kích có thể. Diệp Thần khóe miệng phác họa dậy một đạo nụ cười lạnh như băng, chợt ánh mắt rơi vào những người còn lại trên mình. Những cái kia thị uy người theo bản năng lui về sau hết mấy bước. Không chỉ thị uy người, thậm chí còn ký giả thấy cái này trong mắt, cũng giật mình. Diệp Thần chắc chắn. Những người này nhanh như vậy đi tới nơi này, tất nhiên có người ở sau lưng điều khiển. Muốn từ đám người này trên mình bộ ra đồ sẽ dễ dàng nhiều. Diệp Thần trực tiếp gọi thông Lôi Thụ Vĩ điện thoại, người hẳn thấy tin tức đi. Lôi Thụ Vĩ gật đầu một cái, Diệp tiên sinh, chuyện này ta đại khái biết là ai làm, ta đã phái người tới, gây chuyện tất cả đều sẽ cô lập điều tra. Điện thoại còn không có cắt đứt, Diệp Thần liền phát hiện mấy chiếc đặc chủng xe xuất hiện. Rất nhanh một đám võ trang binh lính liền trào liền xuống, cầm đầu thậm chí là cần phải kình. Long hồn tự mình ra mặt. Thật ra thì chỉ cần giống vậy quân đội bối cảnh người tới xử lý là được. Cần phải kình và long hồn chiến sĩ ra mặt, hoàn toàn là đang chứng tỏ thái độ. Cục võ đạo Hoa Hạ có thể khống chế đường hướng của dư luận, nhưng là hắn lại quên, Diệp Thần nhưng mà long hồn tổng giáo quan. Hắn đứng sau lưng có thể là cả long hồn. Đám kia lên án người và nhớ thấy nhóm lớn lính võ trang bao quanh bọn họ, hoàn toàn bối rối. Đầu năm nay duy quyền cũng phạm pháp không được. Những ký giả kia đánh hơi được không đúng mùi vị, mới vừa muốn chạy trốn, mấy cái lính võ trang trực tiếp một cái tay giữ lại bọn họ bả vai. Một bản chứng kiện cùng với văn kiện xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các người dính líu tiết lộ quốc gia cơ mật, cần mang về trợ giúp điều tra. Nghe được câu này. Những ký giả kia hoàn toàn bối rối. Tiết lộ quốc gia cơ mật. Bọn họ chỉ bất quá ở chỗ này đánh mấy tờ tấm ảnh mà thôi, cái này tiết lộ kia người sai vặt quốc gia cơ mật à. Trời à,
đám người kia có độc đi. Ừng ực, mấy người ký giả nuốt nước miếng một cái, trong con người đều là sợ hãi. Một cái trong đó tóc ngắn ký giả lại là nghi ngờ nói, ai biết người giấy chứng nhận là thật là giả. Long hồn chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, người không có chất vấn quyền lực. Phía trên có giao phó, một khi phản kháng, trực tiếp bắn chết. Lời này vừa nói ra, những ký giả kia thậm chí còn những cái kia duy quyền người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ bị sợ, hoàn toàn không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành nghiêm trọng như vậy đến nước. Bắn chết, cái này mẹ hắn vậy quá khoa trương đi. Bọn họ chỉ bất quá thu ít tiền, tới nơi này phối hợp một chút, còn như liên quan đến thân người an toàn sao. Có mấy cái mới vừa rồi mắng chửi người mắng hung nhất đại mụ hoàn toàn luống cuống, các nàng không muốn ngồi tù, càng không muốn bởi vì mấy chục ngàn đồng tiền đem mạng của mình giao phó ở chỗ này. Một tiếng, các nàng trực tiếp quỳ xuống đất, hướng cần phải kính các người cầu xin tha thứ, ta chúng ta thật không có phạm tội gì, van cầu các người chớ đem chúng ta mang đi có được hay không, ta trễ giờ còn muốn tiếp cháu ta. Cần phải kính con mắt nhìn một cái Diệp Thần. Gặp đối phương không có chút ba động nào, liền trực tiếp nói, bất kể là ai, toàn bộ mang đi. Không điều tra rõ cụ thể sự việc, ai cũng đừng nghĩ đi ra. Ra lệnh một tiếng, kêu rên một mảnh. Kêu thảm thiết liền liền. Đám người này thấy tiền sáng mắt, nhưng căn bản không biết, bọn họ đắc tội rốt cuộc là ai. Tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, Diệp Thần. Long hồn tổng giáo quan, Diệp Thần. Đem tất cả mọi người mang đi sau đó. Cần phải kình đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, Diệp tiên sinh, đám người này chắc là thu tiền làm việc, kết quả điều tra một tiếng là có thể đi ra, ta sẽ chỉnh lý đứng lên phát đến ngài trên điện thoại di động, tập đoàn Thiên Chính đến tiếp sau này hẳn cần. Còn nữa, xen vào đám người này đối với Diệp tiên sinh cùng với tập đoàn Thiên Chính ảnh hưởng, chúng ta sẽ tự trọng xử lý. Diệp Thần gật đầu một cái, vỗ một cái cần phải kình bả vai nói, cực khổ. Cần phải kình lắc đầu một cái, ban đầu Diệp tiên sinh đem ta từ quỷ môn quan cứu ra, cần phải kình hiểu được cảm ơn. Ở ta trong tự điển, không có khổ cực một từ. Còn nữa, thủ trưởng để cho ta nhắc nhở ngươi, chuyện này mặc dù có cục võ đạo Hoa Hạ xuất thủ dấu vết, nhưng là tuyệt đối không phải cao tầng được là, loại này cấp thấp bôi đen được là hẳn là tiểu bối nơi là. Căn cứ Long Hồn bước đầu điều tra. Có khả năng nhất là Hoa Hạ võ đạo tổng cục Trịnh Nhân Quyết nhi tử Trịnh Nghị. Trịnh Nghị lần này xuất hiện ở tỉnh Chiết Giang, bất kể là bố trí vẫn là xa trình điều khiển từ xa, đều có to lớn hiểm nghi gây án. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này chẳng qua là chúng ta suy đoán, còn không có chứng cớ. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một tia âm lãnh, nhàn nhạt nói, không cần chứng cớ, chính là hắn. Ngày hôm nay ta liền muốn ngưng tay hắn cổ tay. Bây giờ có chút hối hận lúc ấy không có giết hắn. Nghe được câu này, cần phải kình sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, Trịnh Nghị thân phận đặc thù, dạy bảo vệ là đủ rồi, nếu như giết hắn, Hoa Hạ võ đạo tổng cục vị kia tuyệt đối sẽ căm giận ngút trời còn xin nghĩ lại à. Diệp Thần không để ý đến cần phải kình, trực tiếp hướng Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di đi về phía. Hạ Nhược Tuyết đang dùng khăn giấy lau chùi Tôn Di trên mặt và trên tóc trứng gà thanh. Tôn Di khi thấy Diệp Thần đi tới, gương mặt có chút vô tội, lại là xoay người. Tiểu thần tử, người đừng tới đây, ta như vậy xấu xí nổ, ta giờ không nghĩ người thấy ta chật vật như vậy dáng vẻ. Diệp Thần cười một tiếng, rút ra một cái khăn giấy, trực tiếp đem Tôn Di bên tai một ít chất nhờn thanh trừ. Bên thanh trừ vừa nói, chuyện này trách ta. Tập đoàn Thiên Chính ta là người đại diện trước luật pháp, xảy ra chuyện, nhất hẳn đập trứng gà là ta mới đúng. Nếu không, chờ một hồi hồi biệt thự Minh Thúy, ta cho ngươi 10 trứng gà, để cho ngươi đập ta chút giận một chút. Nghe được câu này, Tôn Di xì, một tiếng bật cười. Vậy 10 trứng gà cũng có thể làm hai cái bánh kếch, đập ngươi thật lãng phí à? Hạ Nhược Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Tôn Di nói, nha. Chúng ta hồng bồi còn không có làm xong. Tôn Di thở dài một tiếng, ngày hôm nay nhất định là không thời gian làm, tập đoàn Thiên Chính một đống cục diện rối rắm, qua mấy ngày rồi hãy nói, dưới mắt dư luận tạm thời khống chế được, nhưng là bệnh viện bên kia. Diệp Thần mở miệng nói, nhóm kia bệnh nhân tra xét sao? Chẳng lẽ bác sĩ bên kia xác định là chúng ta tập đoàn Thiên Chính đổ đưa đến?
Hạ Nhược Tuyết giải thích, cái này ngược lại không có, chủ yếu xảy ra vấn đề nhóm người kia vừa vặn đều là ăn vào chúng ta sản phẩm người. Còn nữa, ta mới vừa nhận được bệnh viện bên kia điện thoại, căn bệnh đã đi ra rồi, hẳn không phải là dược vật đưa đến, bất quá đám kia bệnh nhân tình trạng rất kỳ quái, giống như bị lực lượng nào đó cầm giữ khí huyết. Giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn bừng tỉnh. Hẳn là Trịnh Nghị để cho cục võ đạo Hoa Hạ cao thủ ra sức khí hoặc là nào đó thuật pháp sở trí. Chỉ bất quá cái này nhìn như có thể để cho tập đoàn Thiên Chính thân bại danh liệt, thật ra thì một chút dùng cũng không có. Trịnh Nghị, xem ra buổi sáng dậy bảo còn chưa đủ, coi như ngươi đứng sau lưng Hoa Hạ võ đạo tổng cục thì như thế nào? Đắc tội ta Diệp Thần, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Kinh thành, Hoa Hạ võ đạo tổng cục. Trịnh Nhân Quyết nghe trước mặt người đàn ông trung niên tự thuật, sắc mặt càng ngày càng xanh lơ. Đột nhiên, Trịnh Nhân Quyết trong tay đào ly trà bằng sứ trực tiếp đập trên đất. Một tiếng giống giận vang khắp toàn bộ phòng làm việc. Đồ khốn, huyết mai điện sát thủ cũng không giết được thằng nhóc kia, vậy vô liêm sỉ lại dùng loại này xấu xa thủ đoạn. Thật mất hết ta Trịnh Nhân Quyết mặt. Trịnh Nhân Quyết đứng lên, tức giận cả người phát run. Diệp Thần hắn tạm thời không dự định đối phó, bởi vì cục võ đạo Hoa Hạ lực lượng dẫu sao ở Kinh Thành, tỉnh Chiết Giang quá xa. Bên kia có Long Hồn, hơn nữa Diệp Thần là tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, ở đối phương trên địa bàn muốn động Diệp Thần, căn bản không có thể. Cho nên hắn gần đây không dự định chọn lựa hành động, là bởi vì là hắn biết Diệp Thần sẽ đến Kinh Thành. Cùng Diệp Thần đến Kinh Thành, muốn động hắn, dễ như trở bàn tay. Kết quả. Hết lần này tới lần khác cái đó đổ khốn đi chọc Diệp Thần. Cái này không muốn chết sao? Đột nhiên, Trịnh Nhân Quyết nghĩ tới điều gì, hỏi mặt trung niên chàng trai nói, Tiểu Nghị bây giờ còn đang tỉnh Chiết Giang. Trung niên nam tử gật đầu một cái, thiếu gia hẳn ở Dược Vương Cốc, có thể đang trên đường trở về. Không tốt. Trịnh Nhân Quyết sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn rõ ràng Diệp Thần tính cách, quả quyết sát phạt, một khi đắc tội hắn. Tuyệt đối vô cùng hậu hoạn. Mấu chốt giờ phút này Diệp Thần chắc chắn biết chuyện này và hắn nhi tử thoát không khỏi liên quan. Trịnh Nghị, gặp nguy hiểm. Trịnh Nhân Quyết vội vàng cầm lấy điện thoại ra, bấm Trịnh Nghị điện thoại. Điện thoại thông. Ba, thế nào? Trong điện thoại, thanh âm rất huyên náo, giống như là ở gió hoa tuyết nguyệt nơi. Đồ khốn, nhanh chạy trở về. Trở lại kinh thành, lập tức, lập tức. Còn nữa. Thời khắc và mấy vị kia ta phái tới cao thủ chung một chỗ. Bên đầu điện thoại kia Trịnh Nghị hiển nhiên không nghe rõ, lớn tiếng nói, ba, ngươi nói gì, ta bên này tín hiệu không tốt, chờ một hồi ta đi ra ngoài điện thoại lại ngươi. Tút 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 điện thoại cúp. CMN. Trịnh Nhân Quyết nổi giận. Hắn vội vàng bấm mấy người còn lại điện thoại, buông xuống trên tay bất kỳ sự việc, lập tức cho ta tìm được Tiểu Nghị. Bảo vệ hắn hồi kinh. Nhớ. Nhất định phải cẩn thận một người, Diệp Thần. Điện thoại cúp, nhưng là Trịnh Nhân Quyết vẫn còn là đứng ngồi không yên. Hắn luống cuống, thật luống cuống. Nhiều năm như vậy, có thể nhiễu loạn hắn tâm thần người rất ít. Nhưng là từ vậy hỗn thế ma vương xuất hiện sau này, toàn bộ Hoa Hạ thế cục thật giống như bị hắn bất chi bất giác khuấy. Đầu tiên là Ninh Ba gió bão, bây giờ là tỉnh Chiết Giang, nếu như thằng nhóc kia tới Kinh Thành. Sẽ không Kinh Thành cũng phải xảy ra chuyện đi. Hắn nghĩ tới điều gì, bấm Lôi Thụ Vĩ điện thoại. Lôi Thụ Vĩ, Hoa Hạ Long Hồn và cục võ đạo Hoa Hạ nước giếng không phạm nước sông, ta hy vọng ngươi giúp ta cảnh cáo Diệp Thần, nếu như hắn dám động con trai ta, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Bên đầu điện thoại kia Lôi Thụ Vĩ cười khổ liền liền, hồi kính nói Trịnh Nhân Quyết, hy vọng ngươi rõ ràng một chuyện, từ vừa mới bắt đầu. Long Hồn liền không có mệnh lệnh và cảnh cáo Diệp tiên sinh năng lực, ở trong chuyện này, ta thái độ và ngươi nhất trí, nhưng là Diệp tiên sinh tính cách, chúng ta Long Hồn vậy không ngăn được, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Điện thoại cúp, bành, Trịnh Nhân Quyết trực tiếp một quyền đập vào trên bàn, tức giận xông thẳng tới chân trời. Tỉnh Chiết Giang, Minh Châu số 1. Trịnh Nghị vốn định ở lâu một hồi. Lại không nghĩ rằng trực tiếp bị 7-8 cái cục võ đạo Hoa Hạ ông giả uy hiếp mang đi. Hắn sờ một cái mình đầu đinh sát, nhưng phát hiện trên tay vẫn là băng vải. Hắn trong lòng lại là một hồi lửa giận. Mặc dù tay hắn có cứu,
nhưng là buổi sáng khuất nhục để cho hắn tức giận đến trình độ cao nhất. Hắn nhưng mà Trịnh Nhân Quyết nhi tử. Ở kinh thành, ở võ đạo giới, ai dám không cho hắn mặt mũi. Hết lần này tới lần khác cái đó Diệp Thần muốn tìm chết. Trịnh thiếu, lên xe đi. Mấy người đã tới một chiếc Hummer trước mặt. Một cái cục võ đạo hoa hạ cường giả chủ động là hắn mở cửa xe. Trịnh Nghị hung tợn nhìn một cái tỉnh Chiết Giang bảng chỉ đường. Diệp Thần, ngươi cái này rác rưởi, chỉ cần ngươi dám bước vào kinh thành một bước, ta không chỉ muốn chơi chết ngươi, càng phải ngay ngươi mặt hành hạ phụ nữ của ngươi. Hắn một cái tay khác nắm thật chặt, giống giận trầm thấp. Sau đó, hắn liền một cái chân bước ở trên xe, vừa định vào ngồi, một đạo lạnh như băng cực kỳ thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Ngươi có thể không có cơ hội này. Nghe được bất thình lình thanh âm, Trịnh Nghị thân thể bỗng nhiên cứng lại. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Hắn chợt xoay người, tự nhiên thấy trong bóng tối đi ra một cái lãnh ngạo nam tử. Nam tử khóe mắt có lạnh thấu xương sắc bén, như vậy xa lạ, như dao găm vậy. Khóe miệng vạch qua giống như lưỡi đao giống vậy lạnh như băng đường vòng cung. Không có bất kỳ cố ý ngụy trang, lại để cho mọi người thấy rõ ràng hắn trong mắt vậy tí ti lấm tấm lạnh như băng và hờ hững. Diệp Thần. Còn lại mấy vị người cục võ đạo hoa hạ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bọn họ sợ nhất sự việc vẫn là xảy ra. Một cái trong đó hơi thở kinh khủng ông già, trực tiếp đem Trịnh Nghị đẩy vào. Cửa xe đóng lại. Đi mau, mau, thằng nhóc này chúng ta sẽ đối phó. Lời nói rơi xuống, xe liền truyền tới tiếng nổ thật to, vừa định lái rời. Diệp Thần trong tay bắn ra bốn đạo hàn quang. Hàn quang lóe lên, trực tiếp đâm vào Hummer vỏ ruột xe trong. Bốn đạo vang lớn bỗng nhiên bùng nổ. Cấp tốc chạy xe Hummer mất đi hạng nặng. Ầm ầm lộn. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh hướng Diệp Thần cấp tốc cướp tới, ý định giết người bùng nổ. Diệp Thần, Trịnh Thiếu là Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục Trịnh Tông Sư con, Trịnh Tông Sư ở Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 7, ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ. Một đạo lạnh như băng dày ở Diệp Thần vang lên bên tai, sau đó lưỡi đao sắc bén mang chết độ cong cùng với kình khí, cuồn cuộn tới. Người nọ vốn cho là Diệp Thần sẽ né tránh. Nhưng phát hiện hắn nghĩ lầm rồi. Diệp Thần từ đầu tới cuối không có ý né tránh, ngược lại nâng tay phải lên, thành ưng chảo thế, xé không khí, hung hãn nắm lưỡi đao sắc bén kia. Lòng bàn tay của hắn lại là phun trào ra ánh đỏ. Giết hại khí. Người nọ thấy một màn này, có chút bối rối. Một đao này uy lực hắn nhưng mà rất rõ ràng, nhưng là cái này Diệp Thần lại rất miễn cưỡng trực tiếp nắm. Cái này còn là người sao? Người nọ hoảng hốt đang lúc, Diệp Thần trên người giết hại khí đã xông ra ngoài. Bất kỳ ngăn trở người ta, đều sẽ chết, người cũng không ngoại lệ. Thanh kia lưỡi đao trực tiếp bị Diệp Thần bóp vỡ. Trong đó một đạo mảnh vỡ càng là xuất hiện ở Diệp Thần hai ngón tay bây giờ. Hai ngón tay chấn động. Mảnh vỡ bọc một đạo giết hại khí, trực tiếp xông ra ngoài. Hồng mang lóe lên. Người nọ nhận ra được không đúng, chợt né người. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Mảnh vỡ xuyên thấu hắn thân thể, người nọ trực tiếp té ở trong vũng máu. Thấy một màn này, mấy người còn lại con ngươi co rúm một cái, không do dự nữa. Ngăn lại người này, nếu không Trịnh Thiếu gặp nguy hiểm. Một vị cục võ đạo hoa hạ cường giả quanh thân kình khí bọc, tàn bạo một quyền trực tiếp hướng Diệp Thần đập ra. Mắt xem thì phải nện ở Diệp Thần trên mình, Diệp Thần động. Giống vậy một quyền đánh ra. Một quyền này, không có bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng là một quyền dưới, lại tản mát ra một đạo kinh khủng là máu khí. Thậm chí vị kia cục võ đạo hoa hạ cường giả bên tai tựa như vang lên một đạo long khiếu. Làm sao có thể? Bành! Hai quả đấm va chạm, ông già trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọng thương, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bể. Diệp Thần, thế không thể đỡ. Cục võ đạo hoa hạ lần này phái tới người không tính là quá mạnh mẽ. Vốn cho là đủ để đối phó một ít tình huống đặc biệt. Nhưng là ai vậy không nghĩ tới, Trịnh Nghị sẽ không giải thích được đắc tội Diệp Thần cái này sát thần à. Trên trận hơi thở kinh khủng nhất ông cụ kia dư quang nhìn lướt qua xe Hummer. Trịnh Nghị và mấy vị ông già đã từ trong xe bò ra ngoài. Không có nguy hiểm quá lớn.
Vì vậy, hắn đối với bên người còn dư lại mấy người phân phó nói, người này giao cho ta, các người đi bảo vệ Trịnh thiếu rời đi. Tầm lão, đừng nói nhảm, mau cút, nếu như Trịnh thiếu xảy ra chuyện gì, mọi người chúng ta số mệnh cũng không kham nổi. Tổng cục bên kia đã có cao thủ tới đón ứng. Tầm lão nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy người còn lại con ngươi đông lại một cái, rối rít hướng Trịnh Nghị đi. Trên trận chỉ còn lại Diệp Thần và Tầm lão. Hai cổ cực mạnh hơi thở ở trong không khí va chạm, truyền tới rột rột thanh âm. Thằng nhóc, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thực lực rất mạnh, thậm chí để cho ta sinh ra cảm giác nguy hiểm, nhưng là thật xin lỗi. Ta sẽ không để cho ngươi đã qua, nếu muốn động Trịnh thiếu, liền từ trên người ta bước qua đi. Dứt lời, Tầm lão trong tay xuất hiện một cái đoản đao. Đoản đao vừa ra, linh khí tràn ra. Lại là một cái linh khí. Mặc dù không bằng Trảm Long kiếm, nhưng là ở Hoa Hạ tất nhiên giá trị văn hoa. Chém. Tầm lão một tiếng gầm lên, trở tay một chuyển, lưỡi đao xoay tròn 180 độ, nhắm ngay Diệp Thần ngực, hung hãn đánh xuống. Cái này một đao trực tiếp để cho chung quanh từ trường thay đổi. Càng là có nhàn nhạt ánh sáng màu vàng tràn ra. Màu vàng đao khí tựa như xé không khí. Hô khiếu chi thanh, không dứt lọt vào tai. Diệp Thần vậy không do dự, Trảm Long kiếm vừa ra. Cuồng gió nhốn nháo, ngay tức thì, bụi bẫm phân bay, Diệp Thần nghênh gió đứng, sắc bén chớp mắt, một cái nhàn nhạt ánh sáng màu trắng ảnh tạo thành, hơn nữa đang không ngừng là mở rộng và ngưng kết chính giữa. Ánh sáng màu trắng ảnh trực tiếp hướng Tầm lão màu vàng đao khí đi. Kịch liệt sao hỏa phun trào. Bành. Diệp Thần và Tầm lão rối rít chấn động lui lại mấy bước. Tầm lão huyết khí dâng trào, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Tầm lão lau sạch khóe miệng vết máu, lần nữa hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần con ngươi híp lại, đã chú ý tới Trịnh Nghị hướng một chiếc xe đi. Nếu như lại không đuổi theo, có thể thật để cho hắn chạy. Hắn ánh mắt rơi vào Tầm lão trên mình, lạnh lùng nói, cho 30 giây, nếu như không nhường nữa mở, người sẽ chết. 3 giây kết thúc, Tầm lão không chỉ không có rời đi, ngược lại lần nữa hướng Diệp Thần xông tới. Là huyết trảm, phá. Đột nhiên, chung quanh vang lên một hồi long tiếng khóc. Mơ hồ bây giờ, Diệp Thần tay thật giống như biến thành một cái huyết long. Huyết long vậy giữ tợn miệng to dương ra, gắt gao hướng Tầm lão táp tới. Đồng thời, một đạo máu đỏ kiếm mang ngất trời mà hàng. Lạnh như băng, nghẹt thở, giết hại. Tầm lão con người phóng đại, hắn kinh hô, võ kỹ cao cấp. Đây lại là võ kỹ cao cấp, làm sao có thể. Rắc rắc, một tiếng, huyết long hư ảnh gầm thét ra. Tầm lão trong tay đao, trực tiếp gãy lìa. Linh khí nổ. Sắc mặt hắn cực kỳ ảm đạm, vô tận kinh hoàng, toàn thân run run, theo bản năng lui một bước. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Thần. Hắn vậy cảm giác được một đạo thị huyết kiếm ý xuyên thấu hắn thân thể. Một cái lạnh như băng huyết long tựa như ngay tại trước mặt hắn. Hắn thậm chí liền huyết long phun ra hô hấp cũng có thể cảm giác được. Huyết long tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Tựa như chỉ cần một cái ánh mắt là có thể đem hắn chiếm đoạt. Huyết long này là... Lời còn chưa nói hết, hắn thân thể máu tươi nhốn nháo, giống như suối phun, mềm nhũn rốt cuộc, một mảnh đỏ tươi, ấm áp. Nhìn thấy mà giật mình. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng Trịnh Nghị đi. Mắt xem Trịnh Nghị thì phải lên xe, Diệp Thần không để ý tới hết thảy, cánh tay chân khí ngưng tụ. Một cổ khí thế ngút trời bùng nổ. Trảm Long kiếm bổ sung thêm một tia ánh đỏ, trực tiếp xông ra ngoài. Xa xa. Trịnh Nghị mắt xem thì phải lên xe, hắn thở dài một hơi. Hắn mặc dù ba không giết được Diệp Thần, nhưng là hắn rất biết mình thực lực. Căn bản không có thể. Thời khắc này hắn bị cảm giác sợ hãi bọc, trốn trở lại kinh thành là duy nhất có thể. Suy. Đột nhiên không trung truyền tới một đạo nhọn tiếng xé gió, chỉ gặp một cái do như hỏa diễm trường kiếm tựa như sao rơi vạch qua thương khung. Mang theo cuồn cuộn kiêu căng gào thét tới. Trực tiếp hướng Trịnh Nghị đi. Thấy một màn này, một vị cục võ đạo cường giả sắc mặt đại biến, chỉ có thể một kích toàn lực đánh vào trên trường kiếm.
Trường kiếm hơi nghiêng về, nhưng là vẫn cuồng bạo vô cùng. Đinh! Trường kiếm mang theo cuồn cuộn đợt khí trực tiếp cắm vào Trịnh Nghị trước người. Một đạo vết kiếm sâu nhìn thấy mà giật mình. Mấu chốt lấy kiếm làm trung tâm, mặt đất lại hướng bốn phương tám hướng nứt ra. Giống như mạng nhện vậy. Cuồng bạo đợt khí trực tiếp đem Trịnh Nghị lật. Trịnh Nghị thân thể trực tiếp đập xuống đất, hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hung hăng co quắp, đáy lòng sóng gió kinh hoàng không ngừng tung lên, tựa như thấy quỷ như nhau, hắn không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa thanh kiếm kia. Sợ hãi không ngừng lan tràn. Hắn vừa định bò dậy, một cái bóng đen đã rơi xuống. Chính là Diệp Thần. Bành! Diệp Thần một cước giẫm ở Trịnh Nghị trên ngực. Trịnh Nghị ngũ tạng lục phủ đều cảm giác được chấn động. Lại là loại cảm giác này. Ngươi không thể giết ta. Trịnh Nghị thanh âm hoảng sợ vang lên. Hừ, những lời này ngươi nói lần thứ hai. Dứt lời, Diệp Thần năm ngón tay mang theo sức lực gió trực tiếp giữ lại Trịnh Nghị cổ. Trịnh Nghị thân thể treo trên bầu trời, cường đại cảm giác hít thở không thông tràn ngập. Hắn không nói ra bất kỳ nói, cổ nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên, dần dần hiện lên xanh lơ. Trong tròng mắt đều là tia máu, dữ tợn đến trình độ cao nhất. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng. Coi như người phụ thân là Trịnh Nhân Quyết thì như thế nào, hắn đắc tội ta, hậu quả cũng giống như vậy. Diệp Thần năm ngón tay càng ngày càng chặt, Trịnh Nghị cảm giác được óc đều phải thiếu dưỡng khí. Loại này bị tử thần để mắt tới cảm thụ quá kinh khủng. Còn lại mấy vị người cục võ đạo hoa hạ hướng Diệp Thần vào tới, nhưng là chẳng biết tại sao, quanh thân lại ngưng tụ ra một đạo bức tường khí. Bức tường khí ngăn trở hết thảy, lại là không ngừng hướng bọn họ đến gần. Bọn họ không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên, Diệp Thần túi vang lên một tràng chuông điện thoại di động. Diệp Thần một cái tay giam trước Trịnh Nghị cổ, một cái tay nhận nghe điện thoại. Là Lôi Thụ Vĩ đánh tới. Diệp tiên sinh, mời ngươi thả qua Trịnh Nghị một mạng. Một khi hắn chết, ngài phải đối mặt là cả hoa hạ võ đạo tổng cục lửa giận. Đây không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần cúp. Sau đó, lại là một đạo điện thoại reo. Lần này không phải Lôi Thụ Vĩ, mà là một người đến từ kinh thành dãy số. Mấu chốt số này gõ quỷ dị đến trình độ cao nhất. Bởi vì đến từ hoa hạ Trung Nam Hải, lại là vị kia tay cầm hoa hạ quyền lợi thủ trưởng. Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, sẽ kinh động vị kia. Do dự mấy giây, hắn vẫn là nhấn nút trả lời. Diệp Thần, người nghe ta một câu, buông xuống Trịnh Nghị. Thanh âm già nua vang lên, có chút không biết làm sao, nhưng là nhiều hơn là khuyên nhủ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không nói gì, hắn nhìn lướt qua Trịnh Nghị. Thời khắc này Trịnh Nghị đã cách quỷ môn quan chỉ có một bước. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một tiếng thở dài, biết Diệp Thần sẽ không nghe, liền mở miệng nói, buông xuống Trịnh Nghị, ta nói cho ngươi, năm đó Vân Hồ Sơn Trang, diệt ngươi Diệp ra người thân phận chân thật. Như thế nào? Giờ khắc này, vị kia hoa hạ quyền lợi người vậy không có lựa chọn. Diệp Thần là hắn vô cùng coi trọng người. Hắn lại là đem hết thảy tiền đặt cuộc đặt ở cái này người thanh niên trên. Hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng hoa hạ cách cục, càng rõ hoa hạ võ đạo tổng cục Trịnh Nhân Quyết. Trịnh Nhân Quyết coi như có chút đúng mực, nhưng là Trịnh Nghị nếu như chết, vậy hắn đúng mực thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó biến thành một đầu gầm thét sư tử đực, đây chính là hoa hạ tai ương à. Những năm gần đây nhất, hoa hạ thế cục quỷ dị nhiều thay đổi, võ đạo giới đã có loạn khuynh hướng. Như vậy lần này Diệp Thần giết Trịnh Nghị, vậy hoa hạ võ đạo tổng cục thì biết và Diệp Thần hoàn toàn khai chiến. Chiến đấu này, bỏ mặc kết quả như thế nào, đối với hoa hạ mà nói đều là cực lớn tổn thất. Cho nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn cản Diệp Thần. Mà giờ khắc này Diệp Thần, con người thoáng qua một tia kiên quyết. Trịnh Nghị mặc dù đáng chết, nhưng là cùng ban đầu ở Vân Hồ Sơn Trang diệt hắn kinh thành Long Gia mà nói. Không chịu nổi một đề ra. Như vậy phế vật, hắn tùy thời đều có thể chém chết. Hắn từ Côn Lôn Hư đi ra lâu như vậy, chính là vì trả thù, nhưng mà hắn đem hết toàn lực, nhưng không chạm được tới vậy Long Gia tin tức. Dưới mắt, bên đầu điện thoại kia ông già điều kiện là duy nhất có thể.
Diệp Thần suy nghĩ sâu xa mấy giây, trong lòng đã có câu trả lời, hắn năm ngón tay tụ khí, trực tiếp đem sắp gặp tử vong ranh giới Trịnh Nghị ném xuống đất. Trịnh Nghị thân thể mềm nằm sấp, bành. Một tiếng, cường đại đụng, để cho hắn khó khăn bị trình độ cao nhất. Hắn hết mấy chỗ xương hoàn toàn vỡ vụn. Hắn từng ngụm hô hấp. Từ nhỏ đến lớn, không có một khắc, hắn như thế khát vọng hô hấp qua. Hắn liếc xéo đến trước mặt lãnh ngạo thanh niên, sợ hãi cảm giác bọc toàn thân. Nếu như không có vậy hai điện thoại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt giờ khắc này, hắn phát hiện mình trong cơ thể tu vi cũng không có. Hoàn toàn phế. Tứ chi cũng không có lực lượng, loại cảm giác này hẳn phải chết đều khó chịu à. Ngay tại hắn lòng rung động lúc đó, quỳ xuống. Yên tĩnh như chết trong, Diệp Thần uống được, thanh âm không lớn. Nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ. Trịnh Nghị nghe được cái này hai chữ, ánh mắt chừng lớn tới cực điểm. Hắn liền hắn phụ thân đều không quỳ, lại muốn quỳ trước mắt tiểu tử. Hắn mặc dù kháng cự, nhưng là thật ra thì trong lòng đã sớm bị hù được tâm thần run rẩy, đầu gối cong, điều chỉnh tư thế. Một tiếng, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Hắn căn bản không có lựa chọn. Cú điện thoại kia chỉ bất quá tạm thời cứu mình mà thôi, trước mặt tên ác ma này tùy thời có thể thay đổi chủ ý. Thời khắc này Diệp Thần, khí thế tràn đầy toàn trường. Hắn muốn Trịnh Nghị sợ hãi sâu đậm, loại thủ đoạn này mặc dù có thể để cho hắn sống, nhưng là lại để cho hắn sống không bằng chết. Cả đời yên lặng ở âm ảnh và trong cơn ác mộng, đây chính là được giá phải trả cho tội hắn. Hắn giết hại khí không ngừng hướng Trịnh Nghị đi. Từng cơn trầm thấp long khiếu vang lên. Trịnh Nghị cảm giác đạo trước mắt xuất hiện một đạo huyết long hư ảnh, rất nhạt, chỉ có một mình hắn có thể thấy được. Đối phương ánh mắt cực kỳ lạnh như băng, làm cho lòng người sợ hãi thêm sợ hãi. Đây là cái gì? Hắn lời mới vừa nói ra miệng, liền phát hiện vậy cái huyết long đã leo đến hắn trên mình. Dữ tợn đến mức tận cùng. Hắn thậm chí cảm thấy giờ phút này mình ở vào một vũng trong nham tương. Loại cảm giác này thống khổ đến trình độ cao nhất. Hắn bước hạ hoàn toàn ướt đẫm. Sợ xón đái. Trung Nam Hải vị kia tự nhiên từ trong video nhìn thấy màn này, hắn thở dài một cái, Diệp Thần, xong hết rồi, xuống lần nữa đi có thể muốn xảy ra chuyện. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhìn cơ hồ có chút điên cuồng Trịnh Nghị, đối với trong điện thoại nói, tốt lắm, bây giờ ngươi có thể nói cho ta người kia thân phận, ta không giết hắn. Diệp Thần, người cái này cùng giết hắn có cái gì khác biệt? Trịnh Nhân Quyết nếu như thấy một màn này, hắn đối với ngươi không biết có bất kỳ cảm kích. Ông già thanh âm vang lên. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo rét lạnh độ cong, ta cũng không cần Trịnh Nhân Quyết cảm kích, nói đi, ta chỉ quan tâm câu trả lời kia. Bên đầu điện thoại kia một hồi dừng lại, không biết qua bao lâu, bên đầu điện thoại kia mới khạc ra mấy chữ. Hoa Hạ võ đạo giới, Lâm Tuyệt Long. Hắn bây giờ là gia chủ Lâm gia. Đây chính là ta đáp ứng ngươi câu trả lời. Ta biết ngươi nếu muốn báo thù, nhưng là Lâm gia dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, dõi mắt võ đạo giới, đều là gia tộc cao cấp, bá chủ vậy tồn tại, huống chi hắn vẫn là Lâm gia người nắm quyền, ngươi thực lực trước mắt căn bản không có thể giữ. Ngươi bây giờ còn tiếp xúc không tới cái đó phương diện, cùng ngày nào ngươi có tư cách chạm được cái đó phương diện, tự nhiên sẽ rõ ràng. Còn nữa, ta không ngại lại nói cho ngươi một chuyện, mẫu thân ngươi sau lưng Giang gia, vậy không bình thường, coi như là Hoa Hạ võ đạo giới gia tộc cao cấp một trong, nhưng là coi như là Giang gia, vậy không nhất định dám động Lâm Tuyệt Long, đây là đối với ngươi nhắc nhở, hy vọng ngươi nghe một chút. Điện thoại cúp, Diệp Thần lâm vào sâu đậm mới trầm tư. Lâm Tuyệt Long chính là vị kia kinh thành Long gia. Lâm gia, Giang gia, nếu như Trung Nam Hải vị kia không cúp điện thoại, hắn còn muốn hỏi một chút dính dấp đến Vân Hồ Sơn Trang cái thứ ba gia tộc. Ngay tại lúc này, một đạo cuồng gió tấn công tới. Diệp Thần thấy một cái bóng đen từ trời cao rơi xuống, năm ngón tay đập một cái, trực tiếp nắm đang cười ngây ngô Trịnh Nghị. Là một vị ăn mặc trường bào ông già. Trịnh Thiếu, là lão gia để cho ta tới, có ta ở đây, không người nào dám động ngươi. Trịnh Nghị trực tiếp bị hắn xách lên. Trường bào ông già nhìn một cái Trịnh Nghị, hắn phát hiện đã bị hành hạ không còn hình dáng,
đối phương lại là đưa tay ra ở ngực của lão giả bức tranh vòng nói, qua, ngươi ngực cũng có một con rồng. Trường bào ông già nhướng mày một cái tay đao bấu vào Trịnh Nghị cổ. Trịnh Nghị hôn mê tại chỗ. Trường bào ông già đỡ lên Trịnh Nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, ngươi tên chữ ta nghe được rất nhiều lần. Lần này nếu như Trịnh thiếu có cái gì chuyện không may, Hoa Hạ Võ Đạo Tổng cục tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ta khuyên ngươi cuộc đời này tốt nhất không muốn bước vào kinh thành, nếu không, ngươi sẽ hiểu chết và hành hạ thống khổ. Diệp thần cười một tiếng, ánh mắt đã chú ý tới Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình các người đang hướng bên này chạy chậm tới. Hắn đối với ông già nhàn nhạt nói, yên tâm, ta qua mấy ngày sẽ tới kinh thành, đến lúc đó ta sẽ đến Hoa Hạ Võ Đạo Tổng cục xem. Trường bào ông già con ngươi co giúp một cái, hừ lạnh một tiếng, mang Trịnh Nghị hướng một bên lao đi, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Hắn vốn định chém chết Diệp thần, lấy hắn thực lực cũng có tư cách chém chết. Nhưng là không biết tại sao, hắn từ Diệp thần trên mình cảm thấy vẻ nguy hiểm cảm. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, tựa như chỉ cần hắn ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì an toàn dậy gặp, trước hay là mang đi Trịnh thiếu thì tốt hơn. Cái này Diệp thần khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Cùng lão giả và Trịnh Nghị rời đi sau đó, Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình liền tới đến Diệp thần trước mặt. Diệp tiên sinh, vậy Trịnh Nghị không có chết đi. Lôi Thụ Vĩ kích động nói. Diệp thần con ngươi mang một tia thần thái, có thể nói hắn chết, cũng có thể nói hắn không có chết. Lôi Thụ Vĩ ngẩn ra, diễn cảm cổ quái đến trình độ cao nhất. Bất quá từ mới vừa rồi dấu hiệu tới xem. Hẳn sự việc còn chưa tới cái đó cực kỳ nghiêm trọng đến nước. Lôi Thụ Vĩ từ Cần Phải Kình trên tay nhận lấy một phần tư liệu, trực tiếp đưa cho Diệp thần, nói, Diệp tiên sinh, đây là lần này kết quả của điều tra, và chúng ta theo dữ liệu như nhau, những thứ này hoàn toàn có thể làm chứng cớ. Dư luận vậy tạm thời khống chế, ngoài ý liệu là, những cái kia rất nhiều ăn vào dược vật người cũng đứng ra là tập đoàn Thiên Chính nói chuyện, lại là dắt kéo ra âm mưu bàn về. Nói đây là tập đoàn Thiên Chính đối thủ cạnh tranh thiết kế. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất chính là những cái kia trọng chứng phòng giám hộ người, đám người này nhưng thật ra là vô tội, mấu chốt bác sĩ căn bản bó tay, không biết Diệp tiên sinh. Lời còn chưa nói hết, Diệp thần liền gật đầu một cái, phân phó nói, đưa ta đi bệnh viện. Diệp tiên sinh. Diệp thần vốn không muốn quản đám người này, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Đám người này chỉ bất quá nổi tiếng cứng nhắc mà thôi, đi ra vấn đề, hoặc nhiều hoặc thiếu và bản thân có liên quan. Cục Võ Đạo Hoa Hạ có thể không quan tâm đám người này số mệnh. 20 phút sau đó, Diệp thần đã đến tỉnh Chiết Giang thứ hai bệnh viện lầu 7. Đứng ở trong đó một người bệnh nhân trước mặt, hắn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề ở chỗ. Những bệnh nhân này có một điểm giống nhau, trán của bọn họ trung tâm có một cái điểm đen. Nhìn như giống như một ruồi, nhưng thật ra là một đạo thuật pháp tác dụng trong đó. Khống chế bọn họ ý niệm và tâm thần, để cho bọn họ phơi bày ra nửa chết nửa sống trạng thái. Cái này kéo dài 1-2 ngày đối với thân thể con người sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là kéo dài vượt qua 3 ngày, tất nhiên liền điên chết. Đến lúc đó, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Cục Võ Đạo Hoa Hạ lần này làm quá mức. Diệp thần đem phương pháp phá giải giao cho Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình, để cho bọn họ đi những thứ khác bệnh viện cứu người, dẫu sao không chỉ tỉnh Chiết Giang bùng nổ, cả nước tất cả cái địa phương cũng xảy ra vấn đề. Cũng may phương pháp phá giải không tính là quá khó khăn, chỉ cần có chút cổ võ căn cơ người liền có thể thi triển. 3 tiếng sau đó, những chuyện xảy ra kia bệnh nhân lục tục tỉnh lại. Đồng thời tất cả mọi người đều tuôn ra bọn họ xảy ra chuyện căn bản không phải bởi vì ăn vào tập đoàn Thiên Chính dược vật, bọn họ ở trước khi xảy ra chuyện, cũng gặp được một cái mang mặt nạ người đàn ông. Hết thảy rõ ràng, Long Hồn lại là đem một ít có lực chứng cớ và thiệp án người hiềm nghi toàn bộ giao lại cho Chiết Giang bót cảnh sát. Cảnh sát thông báo sau đó, tập đoàn Thiên Chính sóng gió hoàn toàn ổn định lại. Lần này sóng gió, mặc dù ảnh hưởng khá là to lớn. Nhưng là hết thảy trong vắt sau đó, ngược lại để cho tập đoàn Thiên Chính sản phẩm càng bị truy đuổi nâng. Tất cả mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, tập đoàn Thiên Chính tại sao phải bị người như vậy hãm hại. Hoàn toàn là bởi vì tập đoàn Thiên Chính đổ mưu bức thôi.
Những cái kia vốn là đối với tập đoàn Thiên Chính sản phẩm không người chú ý, vậy yên lặng cất chứa trang web, lại là thiết lập tốt đồng hồ báo thức, chuẩn bị cướp 3 ngày sau sản phẩm. Hết thảy nhân họa đắc phúc. Cùng lúc đó, kinh thành, Hoa Hạ võ đạo tổng cục. Trịnh Nhân Quyết nhìn trước mặt cơ hồ chí chướng Trịnh Nghị, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Một vị Hoa Hạ võ đạo tổng cục thần y đang cho Trịnh Nghị bắt mạch, tình huống không cần lạc quan. Mấy giây sau đó, thần y buông lỏng tay, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trịnh Nhân Quyết chất vấn, tình huống như thế nào? Thần y vội vàng quỳ trên đất, giải thích Trịnh tông sư, Trịnh thiếu bệnh tình có chút nghiêm trọng, trên thân thể hắn vết thương có lẽ có thể trị khỏi bệnh, nhưng là thân thể ngoài ra liền tương đối phiền toái. Trịnh Nhân Quyết ngẩn ra, năm ngón tay trực tiếp nắm thần y cổ áo, trực tiếp nói đứng lên. Hắn chủ yếu vấn đề ở nơi nào? Có hay không cứu? Thần y bị sợ toàn thân run rẩy, gằn từng chữ Trịnh thiếu là bị hù dọa. Giống như là gặp được cực kỳ kinh khủng sự vật mới có thể như vậy. Hắn linh hồn đều bị sợ hãi chấn động, thân thể có thể sử dụng dược vật hết bệnh, nhưng là linh hồn xảy ra vấn đề, rất khó à. Phế vật. Dứt lời, cái đó thần y trực tiếp bị Trịnh Nhân Quyết ném ra ngoài. Hung hãn đập vào vách tường trên. Con trai ta làm sao có thể bị hù dọa, rõ ràng là y thuật của ngươi không tinh. Vậy thần y khạc ra một búng máu, quỳ xuống đất Trịnh tông sư, ta không có nửa điểm lừa dối, ngươi xem Trịnh thiếu cặp mắt là có thể nhìn ra, con ngươi hơi co lại, xa so bình thường con ngươi muốn ít hơn nhiều, loại chuyện này, vậy đều là bị kinh hoàng mới có thể như vậy. Trịnh Nhân Quyết nhìn một cái đang cười ngây ngô Trịnh Nghị, lửa giận trong lòng cháy. Chợt ánh mắt lạnh như băng bắn về phía cái đó thần y, nói ta bỏ mặc ngươi dùng phương pháp gì, nội trong 3 ngày, hắn phải khôi phục bình thường, nếu không, ngươi liền xách đầu tới gặp ta. Vậy thần y sắc mặt tái nhợt đến trình độ cao nhất, cái này không phải làm khó người sao? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Trịnh tông sư, ta nghe nói dược phương cốc bên trong trồng một bụi cực kỳ chân quý dược liệu, tên là cỏ ngưng hồn. Trước mắt toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ phát hiện như thế một bụi, nếu như có cỏ ngưng hồn, nói không chừng Trịnh thiếu còn có cứu. Ngươi chắc chắn. Thuộc hạ chắc chắn. Trịnh Nhân Quyết con ngươi đông lại một cái, trực tiếp gọi cho Hoa Hạ Dược Minh hãng Thừa Đông điện thoại. Sau một hồi hàn huyên, Trịnh Nhân Quyết nói thẳng ra ý đồ, nhưng là nghe tới hãng Thừa Đông trả lời sau đó, Trịnh Nhân Quyết trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở trên mặt đất. Bởi vì Hoa Hạ duy nhất một bụi cỏ ngưng hồn ngay tại buổi sáng. Mới vừa bị Diệp Thần cầm đi. Diệp Thần tự tay phá hủy hắn nhi tử, lại liền duy nhất cơ hội cũng cho tước đoạt. Trịnh Nhân Quyết tức giận huyết khí dâng trào, con người đều phải bắn ra một đạo hỏa diễm. Hồi lâu, hắn nhấn phòng làm việc một cái nút, không lâu lắm, một vị trường bào ông già liền xuất hiện ở Trịnh Nhân Quyết trước mặt. Đại nhân, có gì phân phó? Trịnh Nhân Quyết nói thẳng, bắt đầu từ hôm nay. Ở toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới phát bố công nói với, người bất kỳ trong tay nếu như có cỏ ngưng hồn, cục võ đạo Hoa Hạ nguyện ý lấy hết thảy điều kiện trao đổi. Không chỉ như vậy, cống hiến cỏ ngưng hồn người, sẽ trở thành là cục võ đạo Hoa Hạ tôn quý nhất quý khách. Rất nhanh, Trịnh Nghị bị người làm mang đi. Vị thần y kia và trường bào ông già vậy rời đi. Toàn bộ phòng làm việc chỉ còn lại Trịnh Nhân Quyết một người. Hắn đi tới trước cửa sổ sát sàn, ánh mắt ngưng mắt nhìn Hoa Hạ hướng đông nam, ánh mắt lạnh như băng đến mức tận cùng, Diệp Thần, chờ ngươi đạp ở kinh thành người, chính là ngươi chết lúc. Biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần đầu tiên là đi liếc mắt nhìn La Sát, phát hiện La Sát tay đã hoàn toàn học sinh mới. Liền liền trên tay băng vải vậy giải trừ. La Sát kích động đến mức tận cùng, đại nhân, ta cảm giác tay cụt tay, lực lượng lại cường đại gấp mấy lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần giải thích, cái này rất bình thường, ngừng tụ tay, thuận theo khí thức chung quanh, càng đối với người bây giờ thân thể cùng với tu vi hoàn mỹ phù hợp, tự nhiên so với trước đó mạnh hơn lên mấy phần, nhưng là mấy ngày nay, nhớ lấy bùng nổ quá lớn lực lượng. Dạ, đại nhân. Sau đó, Diệp Thần liền trở lại biệt thự, phòng khách vậy mảnh bừa bãi đã bị hai người thu thập. Hắn vốn cho là hai người sẽ tiếp theo làm hồng bồi. Lại không nghĩ rằng trên ghế salon, hai người nằm xuống ngủ. Hiển nhiên là bị ngày hôm nay sự việc dày vò mệt mỏi. Diệp Thần lắc đầu một cái,
đem hai nữ bế lên, trực tiếp đưa về gian phòng. Tôn Di không phản ứng chút nào, ngủ cực kỳ nặng. Ngược lại là đem Hạ Nhược Tuyết đưa trở về phòng thời điểm, nàng trong mắt đột nhiên mở ra. Vậy môi đỏ mọng thẳng tiếp hôn lên. Ngươi lại có thể giả bộ ngủ, Diệp Thần nói. Hạ Nhược Tuyết nháy đôi mắt to xinh đẹp, gò má trắng nõn lên xuất hiện một đạo ánh nắng đỏ rực, cười tủm tỉm nói, ta mới không có giả bộ ngủ, ngươi ôm ta thời điểm, ta mới tỉnh. Diệp Thần đem Hạ Nhược Tuyết đặt ở mềm mại giường lớn trên, nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn mới vừa muốn rời đi, Hạ Nhược Tuyết như ngọc ngó sen vậy cánh tay liền treo ở Diệp Thần trên mình. Như vậy ban đêm, ngươi chẳng lẽ không muốn làm một ít kích thích sự việc? Ngươi không nghĩ nói, ta muốn. Một giây kế tiếp, Hạ Nhược Tuyết vậy mềm mại bờ môi trực tiếp hướng Diệp Thần tới. Thân thể ngay tức thì bị trói buộc vào một cái có lực ôm trong ngực, chưa hết giọng nói chìm ngập ở tràn đầy tình ý hôn bên trong. Lạnh lùng lưỡi trượt vào trong miệng, tham lam chộp lấy trước thuộc về với nhau hơi thở, dùng sức thăm dò qua mỗi một xó xỉnh. Trong một cái chớp mắt này sợ hãi, khiến cho lẫn nhau quên mất chung quanh hết thảy. Hạ Nhược Tuyết thân thể cũng mềm nhũn, nàng di chuyển to mập cái mông, cởi bỏ quần, bắp đùi thon dài trực tiếp quấn quanh ở Diệp Thần eo. Diệp Thần dẫu sao huyết khí phương cương, lửa dục trong lòng cũng bị phát hỏa. Hắn trực tiếp bạo lực tháo ra Hạ Nhược Tuyết màu trắng áo thun, hai đạo mềm mại vật trực tiếp bắn ra ngoài. Gợn sóng vĩ đại, Diệp Thần chôn ở Hạ Nhược Tuyết ngực tận tình hưởng thụ. Hết thảy đều không nói trong. Rất nhanh, hai người thẳng thắn gặp nhau. Ừ tương đương. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng than nhẹ, mặc dù dè đặt, nhưng là nhưng chút nào không khống chế được. Nàng trong mắt như nước, giờ khắc này, liền muốn chiếm hữu trước mặt người đàn ông. Đột nhiên, nàng cảm giác được một cổ dồi dào cảm giác, thân thể cũng là động. Va chạm tiếng và nàng không khống chế được thanh âm vang khắp ở cả nhà. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, Diệp Thần dậy rất sớm, thừa dịp hai nữ chưa có tỉnh ngủ, hắn liền xuống lầu nấu cháo. Này cháo cũng không phải là giống vậy cháo, ngày hôm qua hắn từ dược vương cốc lấy được rồi không ít dược liệu, những dược liệu này dùng để nồi cháo, đối với hai nữ thân thể rất có ích lợi. Thậm chí tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh, toàn bộ biệt thự đều bị một cổ thấm vào lòng người mùi thơm bọc. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di nghe mùi vị dậy rồi, khi thấy Diệp Thần ở trong phòng bếp làm việc, nhất thời kinh vi thiên nhân. Tiểu thần tử, cháo này là ngươi nấu, đây cũng quá thơm đi. Cháo này có thể không đơn thuần thơm, các người ăn thì biết. Hai nữ vội vàng múc thêm một chén cháo nữa ăn. Trong chén vô số linh khí phun trào. Sau khi ăn vào, các nàng thậm chí cảm giác toàn thân đều bị một cổ lực lượng dồi dào. Loại cảm giác này thoải mái đến nổ. Giờ khắc này, hai nữ không để ý chút nào cái gì dáng vẻ, liền đứng ăn như hổ đói. Diệp Thần nhìn hai người, trong mắt mang nụ cười. Chỉ bất quá, cái này nụ cười rất nhanh đổi là ngưng trọng, bởi vì luân hồi mộ địa lại một lần nữa chấn động. Thằng nhóc, đi vào. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng tìm một lý do, hướng biệt thự lầu ba đi. Đóng cửa phòng, lấy ra đá màu đen, ngay tức thì đi tới trong luân hồi mộ địa. Ông già áo bào đen đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần phát hiện hắc bào trên người lão giả hơi thở yếu ớt mấy phần. Khó hiểu là bởi vì là dược vương cốc sự việc. Ngay tại lúc này, ông già áo bào đen lên tiếng, người còn nhớ ngày hôm qua đáp ứng ta sự việc. Diệp Thần tự nhiên không có quên. Ngày hôm qua mượn ông lão lực lượng phá hỏng hạng thừa đông trên người thuật pháp, nhưng là hắn cần phải đáp ứng ông già một cái điều kiện. Lúc đó Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, loại này thời đại thượng cổ nhân vật lớn, có thể để cho hắn làm đại sự gì không được. Không có quên. Được, ông già áo bào đen gật đầu một cái, tiếp tục nói, ta cái này mấy ngày đêm xem hoa hạ tinh tượng, tối nay, sẽ có năm sao liên châu, nhật thực dị tượng, không ra ngoài dữ liệu. Tối nay hoa hạ một nơi nhất định có một vật sẽ ngang trời xuất thế, người đi đem hắn lấy tới, ta cần vật này, đặc biệt cần. Diệp Thần mấy ngày nay ở trên tin tức quả thật thấy được Nguyệt Thực đưa tin, nhưng là cái này năm sao liên châu vậy là cái gì quỷ? Bất quá nếu đáp ứng đối phương, hắn tự nhiên phải đi làm. Tiền bối, vị trí cụ thể ở nơi nào? Diệp Thần hiếu kỳ nói.
Ông già áo bào đen năm ngón tay nắm chặt, trước Diệp Thần đặt ở luân hồi mộ địa một bộ hoa hạ bản đồ liền hoàn toàn mở ra, treo lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Sau đó, hắn điểm ngón tay một cái trong đó vị trí lóe lên một đạo tinh thần ánh sáng. Liền ở chỗ này, người bây giờ liền lên đường. Diệp Thần tiến lên nhìn lướt qua, diễn cảm có chút ngưng trọng. Lại đang tỉnh An Huy. Sau đó, Diệp Thần trở lại trên thực tế, ở điện thoại chỉnh lên ra vị trí cụ thể. Không ra ngoài dữ liệu, hẳn ở tỉnh An Huy núi Thiên Giác khu vực. Đây là tỉnh An Huy danh sơn, hắn loáng thoáng nhớ ở 7 tuổi thời điểm và phụ mẫu đi qua một chuyến. Diệp Thần vừa định gọi thông Tiểu Đặng điện thoại, Chu Nhã đánh tới. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay có rảnh không? Ta mới vừa nhận được tin tức. Chu Nhã lời còn chưa nói hết, Diệp Thần diễn cảm cổ quái nói, ngươi không biết muốn nói tỉnh An Huy sự việc đi. Bên đầu điện thoại kia Chu Nhã ngẩn ra, diễn cảm tựa như gặp quỷ vậy, kinh hô, Diệp tiên sinh. Ngài làm sao biết? Tin tức này là nàng mới vừa lấy được. Mấu chốt mới vừa phát sinh à. Nếu như không phải là nàng và tỉnh An Huy người nọ quan hệ mật thiết, nàng vậy không có quyền lợi biết. Dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, nàng tuyệt đối coi như là nhất biết trước một nhóm người, coi như Diệp Thần thực lực rất mạnh, cũng không khả năng tin tức so nàng linh thông. Nhưng là trước mắt thiết thiết thật thật xảy ra. Nàng có thể không khiếp sợ sao? Người Chu gia ở tỉnh An Huy có bạn sao? Diệp Thần nói. Chu Nhã cái này mới thanh tỉnh lại, chợt gật đầu, khải bẩm Diệp tiên sinh, tiểu nữ bạn tốt ngay tại tỉnh An Huy khu vực nắm trong tay thế lực, sau lưng nàng gia tộc ở tỉnh An Huy võ đạo giới nhất định có quyền phát biểu. Mới vừa mấy phút trước, tỉnh An Huy núi Thiên Giác xuất hiện một đạo dị tượng. Dị tượng này phỏng đoán muốn không được bao lâu cũng sẽ bị hoa hạ võ đạo giới tất cả cái thế lực biết. Nếu như Diệp tiên sinh phải đi, tiểu nữ đã an bài máy bay tư nhân. Diệp Thần nghĩ sâu xa mấy giây, vẫn là gật đầu nói, được, ngươi tới đón ta. Diệp tiên sinh, ta đã ở trên đường, 5 phút liền đến biệt thự Minh Thúy. Điện thoại cúp, Diệp Thần liền thay quần áo đều không cho phép chuẩn bị đổi, trực tiếp và hai nữ nói một câu, liền rời đi. Rất nhanh, Chu Nhã xe Bentley xuất hiện cửa biệt thự, Diệp Thần lên xe, Chu Nhã đạp mạnh cần ga, thậm chí không tiếc siêu tốc. 10 phút. Liền đi tới tỉnh Chiết Giang không trung mây tư nhân sân bay. Máy bay cất cánh. Làm máy bay ở giữa không trung đang lúc, Diệp Thần nhìn về tỉnh An Huy phương hướng, phát hiện nơi đó lại đám mây đen lớn, mơ hồ bây giờ còn có một tia sấm sét quấn quanh. Ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm nghiêm túc vang lên. Nhớ, không tiếc bất cứ giá nào bắt lại vật này không chỉ quan hệ đến ta, càng quan hệ đến luân hồi mộ địa, ta thời gian không nhiều lắm. Hắn lần đầu tiên nghe được ông già áo bào đen như vậy khẩn cấp giọng. Lần này núi Thiên Giác chuyện tất nhiên rất nghiêm trọng. Ta không ngại lại nói cho ngươi một chuyện, vật kia lực lượng có thể đồng thời mở hai tòa mộ bia. Diệp Thần vốn là chỉ bất quá nhận vì chuyện này trọng yếu mà thôi, nhưng là làm hắn nghe được vật kia lại có thể dẫn động hai tòa mộ bia, hoàn toàn giật mình. Luân hồi mộ địa càng về sau, dẫn động cường giả lại càng phát khủng bố. Ông già áo bào đen thời gian sắp tới, tòa thứ tư mộ bia nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Mất đi đạo này lá bài tẩy, hắn đối mặt cục võ đạo hoa hạ, kinh thành Giang gia cũng hoặc là Lâm gia, phần thắng liền tiểu tới cực điểm. Nếu như ở lúc đi kinh thành, bên người có hai vị cường giả bầu bạn, vậy hắn đối mặt kinh thành thế lực cao cấp và gia tộc, liền không sợ hãi chút nào. Tiền bối, vật kia rốt cuộc vì vật gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Nhưng là luân hồi mộ địa lại cũng không có thanh âm, tựa như hoàn toàn yên lặng. 45 phút đồng hồ sau, tỉnh An Huy, Hoàng Vân sân bay. Máy bay tư nhân trực tiếp hạ xuống. Diệp Thần và Chu Nhã xuống máy bay, liền chú ý đến cơ hội trần trụi liền rất nhiều người. Những người này trên mình cũng phun trào ra cực mạnh võ đạo hơi thở. Rất hiển nhiên, là hướng về phía núi Thiên Giác dị tượng tới. Diệp tiên sinh. Phỏng đoán những người này đều là nhóm đầu tiên từ vùng khác chạy tới, trong đó không thiếu một ít lánh đời cường giả, bỏ mặc như thế nào, Diệp tiên sinh tận lực không muốn bại lộ. Chu Nhã nhắc nhở. Diệp Thần không để ý đến, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời mây đen, lâm vào sâu đậm trầm tư. Mây đen đè thành,
cái này dị tượng càng ngày càng ngưng trọng. Tin. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó một cô gái liền hướng Chu Nhã tới. Thiếu nữ một đầu dài mà tự nhiên sợi đay sắc tóc quăn khoác lên trên vai, cặp mắt kia ra ánh mắt lóe làm các nam nhân là điên cuồng thu ba, mặt trái xoan giường trên trước một tầng nhàn nhạt trang điểm, hóa được vừa vặn phấn mắt, nước kia nước môi đỏ mỏng hấp dẫn mà yêu mị, để cho đi qua người đàn ông không khỏi cố định bọn họ con ngươi nhìn. Vậy gạo màu trắng quần áo đem nàng nguyên bản liền ra thịt trắng nõn lộ vẻ được càng thêm trắng nõn mà thon dài, đem nàng vậy eo tu bổ rất là hoàn mỹ. Thiếu nữ trực tiếp và Chu Nhã ôm nhau, mắt đẹp lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ. Tin, nhìn sao chờ mong mặt trăng, cuối cùng đem ngươi trông, một năm không gặp, ta cũng sắp quên ngươi dáng dấp ra sao liền qua nhà ta tin vẫn là tốt như vậy xem. Thiếu nữ nhiều lần Chu Nhã eo thon, thậm chí còn đưa tay ra ở Chu Nhã cái mông trên bóp nặn. Chu Nhã hờn dỗi một câu, nhược ảnh, ngươi cả ngày lẫn đêm chính là không biết đứng đắn. Chúng ta tối ngày hôm qua mới vừa video qua được không? An Nhược Ảnh chớp động lông mi mau, cười tủm tỉm nói, bỏ mặc, ta ngày hôm nay thì phải nhiều lần ngươi ngủ. Đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Chu Nhã bên người Diệp Thần, nhíu mày một cái nói tin, vị này là. Ngươi cũng đừng nói là cái gì bạn trai. Chu Nhã liền vội vàng khoát tay, kích động nói, Nhược Ảnh, còn không có cho ngươi giới thiệu. Vị này là Diệp tiên sinh, ta lần này tới tỉnh An Huy mục đích chủ yếu chính là cùng Diệp tiên sinh. Lời này vừa nói ra, An Nhược Ảnh càng phát ra cảm giác không đúng. Chu Nhã tính cách nàng liền hiểu rõ, nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ không có một cái người đàn ông có thể để cho nàng như vậy lòng cẩn thận. Hơn nữa Chu Nhã còn tôn xưng người này là Diệp tiên sinh. Chẳng lẽ là cao thủ gì? Không thể nào. Đối phương chỉ bất quá tới tuổi 20 mà thôi, coi như là hoa hạ cao cấp thiên tài, cũng không khả năng mạnh đi nơi nào. Tin, ta không phải để cho ngươi bảo thủ cái bí mật kia sao, ngươi lại có thể và những người khác nói. An Nhược Ảnh giọng có chút không vui. Dẫu sao núi thiên giác sự việc sự quan trọng đại, nàng không hy vọng có người không biết khảm đi vào. Chu Nhã liền vội vàng giải thích, Nhược Ảnh, ngươi hiểu lầm, chuyện này Diệp tiên sinh sớm hơn ta mấy phút biết. Vừa vặn thuận đường, chúng ta liền cùng đi. An Nhược Ảnh duệ tin, ngươi lời nói dối này quá ngoại hạng, núi thiên giác dị tượng vừa ra, ta liền gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nói cái này hạnh sớm mấy phút biết, chẳng lẽ hắn tiên chi biết trước? Được rồi, không cùng ngươi kéo chuyện này, gia tộc trưởng bối nói, đồ hẳn ở buổi tối xuất hiện, bây giờ còn sớm, ta mang ngươi đi một chuyến An gia. Sau đó chúng ta buổi chiều cùng đi núi thiên giác. Vậy bảo bối chúng ta là đừng hy vọng, hoa hạ quá nhiều cao thủ tới, tỉnh An Huy những cái kia cao cấp cao thủ vậy đã sớm bước lên núi thiên giác, bất quá cuộc đời này có thể thấy loại bảo bối này ra đời, vậy coi là đáng giá được. Nói xong, An Nhược Ảnh liền kéo Chu Nhã tay, chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Nhưng là nàng nhưng phát hiện Chu Nhã một hơi một tí. Nàng vừa định câu hỏi, Chu Nhã quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý, Diệp tiên sinh, ngài thấy thế nào? Ừ, cái này Chu Nhã là đầu tự trêu chọc không được, làm sao chuyện gì cũng hỏi vậy hạnh. Diệp Thần nhìn về phía vậy đám mây đen xuống đỉnh núi, trầm tư mấy giây, mở miệng nói, Chu Nhã, ngươi đi nhà bạn ngươi đi, ta muốn sẽ đi ngay bây giờ núi thiên giác xem một chút. Chuyện này quan hệ đến luân hồi không gian, hắn không thể không thận trọng. Nghe được câu này, Chu Nhã không do dự chút nào nhìn về phía An Nhược Ảnh, nói xin lỗi, Nhược Ảnh. Ngày khác ta lại đi An gia, bây giờ ta muốn trước cùng Diệp tiên sinh đi một chuyến núi thiên giác. Cái gì? An Nhược Ảnh bối rối. Chu Nhã còn như đối với một cái hạnh như vậy nói gì nghe nấy sao? Lấy Chu Nhã thân phận, đối đãi người và chuyện có đầy đủ tư cách cao ngạo. Nhưng là giờ phút này, đối mặt người đàn ông này, nàng nhưng đem tư thái bỏ vào thấp nhất. An Nhược Ảnh sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, liền nói, nếu ngươi phải đi. Ta liền cùng ngươi, ngày hôm nay liền lên núi thiên giác. Nàng ngược lại là tò mò, cái này Diệp tiên sinh rốt cuộc có cái gì thông thiên năng lực có thể thay đổi Chu Nhã tính cách. Thậm chí không tiếc để cho Chu Nhã cự tuyệt mình. An Nhược Ảnh một cú điện thoại, liền gọi tới một chiếc SUV. Ba người lên xe, xe trực tiếp hướng núi thiên giác đi. An Huy là nhiều núi đất,
núi Thiên Giác lại là Tỉnh An Huy ba đại danh sơn một trong. Thương Thúy cụm núi trùng trùng điệp điệp, tựa như trên biển phập phồng sóng lớn, mãnh liệt dâng trào, hùng vĩ tráng lệ. Xe sớp ở giữa sườn núi liền dừng lại, tiếp theo là bất ngờ nấc thang, xe trên căn bản không đi, chỉ có thể người từng bước leo lên. An Nhược Ảnh và Chu Nhã đều có tu luyện căn cơ, đối với loại này nấc thang mà nói, ngược lại là không khó khăn gì. Ngược lại Diệp Thần một mực đi ở phía sau, quan sát chung quanh hết thảy. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt vô số đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình. Hoặc là trong lòng không ý tốt, hoặc là đối với hắn kiêng kỵ. Xem ra vậy bảo bối không phải tốt như vậy cầm, đến lúc đó tất nhiên là quần hùng tranh đoạt một vật. Ngay tại Diệp Thần thâm tư lúc đó, An Nhược Ảnh dừng bước lại, nhìn xa xa rơi ở phía sau Diệp Thần, cười lạnh một tiếng tin, cái này Diệp tiên sinh thân thể tố chất vậy quá kém đi, còn không hơn chúng ta hai phụ nữ, nói về, tên này rốt cuộc là ai? Người bao dưỡng đẹp trai điệu đà. Chu Nhã nhìn một cái Diệp Thần, nghiêm túc nói, Nhược Ảnh, có mấy lời không nên nói lung tung, Diệp tiên sinh là Tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, thủ đoạn thông thiên. Nói không chừng sau này lại là Hoa Hạ người thứ nhất. Xì, An Nhược Ảnh bật cười, tin, người đàn ông đều là móng heo lớn, ngươi sợ là bị cái này người đàn ông đổ cái gì sao sao canh đi, hắn nếu như là Hoa Hạ người thứ nhất, vậy ta liền là võ giả ngày. Tin, ta khuyên ngươi vẫn là cùng người đàn ông kia tệ một chút khoảng cách, có chút người đàn ông chính là cố làm thâm trầm, ở ngươi trước mặt các loại nói láo, một khi đem ngươi lừa gạt đến trên giường. Loại người này liền lộ ra nguyên hình. Chu Nhã nhìn một cái An Nhược Ảnh, Duệ, vậy không muốn giải thích. An gia và Diệp Thần so với, chênh lệch quá lớn. Nếu như Diệp Thần muốn, toàn bộ An Huy mới có thể bao phủ ở sợ hãi của hắn dưới. Ngay tại Chu Nhã và An Nhược Ảnh trò chuyện vui vẻ đang lúc, đột nhiên, nấc thang trên cuốn lên một đạo cuồng gió. Cuồng gió gào thét, trực tiếp hướng đỉnh núi đi. An Nhược Ảnh tự nhiên cảm nhận được cái gì, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp một cái bóng đen cấp tốc tới. Quanh thân kình khí lưu chuyển. Thật là mạnh. Mắt xem bóng đen thì phải vọt tới bên cạnh hai người, một đạo tức giận chi tiếng vang lên, hai cái gái điếm thúi, cút ngay. Giờ khắc này, An Nhược Ảnh cảm giác được thân thể đều tựa như bị một cổ uy áp bao phủ. Các nàng muốn động, căn bản không nhúc nhích được. Đối phương khí thế quá mạnh mẽ, năng lực vượt xa các nàng. Bóng đen khoảng cách càng ngày càng gần. An Nhược Ảnh rốt cuộc thấy rõ mặt của đối phương hình dáng, nhưng là chính là bởi vì thấy rõ, thân thể của nàng run rẩy. Bóng đen lại là Tỉnh An Huy Trần Bảo. Người này ở An Huy thành phố trước cực lớn danh tiếng, không phải bởi vì thực lực, mà là bởi vì làm việc phong cách. Quả quyết sát phạt, bất cận nhân tình. Nghe nói chết ở trên tay hắn người không có 10.000, cũng có 1.000. Trần Bạo không cha không mẹ, sanh ra được liền bị một vị võ đạo cường giả thu nuôi, nhiều năm qua, vậy cường giả đem Trần Bạo bồi dưỡng thành liền một cái là hắn giết người dao nhọn, lại không nghĩ rằng vậy cường giả cuối cùng nhưng là bị Trần Bạo tự tay chém chết. Giờ phút này, Trần Bạo tất nhiên biết núi Thiên Giác sự việc, cho nên muốn thời gian đầu tiên xông lên núi Thiên Giác đỉnh. Mà những cái kia ngăn cản đường cường giả lại rất miễn cưỡng bị ném xuống. Phía dưới nhưng mà vách đá vạn trượng à. Mấy giây ngắn ngủi, lại chết 8 người. Tạm thời bây giờ, đám người rối rít hướng bên bờ tới gần. Sợ bị ảnh hưởng đến. Nhưng là An Nhược Ảnh và Chu Nhã muốn tránh căn bản không còn kịp rồi. Các nàng thậm chí thấy cuồng bạo khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Giết hại. Hung ác. Chết. Cuồng bạo hai quả đấm đập ra, lại là đổi quyền thành chảo hướng hai người trừ đi. Khí thế kia quá mạnh. 10 ngón tay lại là truyền tới không bạo tiếng. Mắt xem thì phải chạm được hai người, đột nhiên, một cái tay vô căn cứ đưa ra ngoài, trực tiếp giữ lại Trần Bạo cổ. Trần Bạo thân thể cơ hồ ngừng. 10 ngón tay cách An Nhược Ảnh và Chu Nhã không tới 3 cm. An Nhược Ảnh sợ sắc mặt trắng bệch, theo cái tay kia nhìn. Lại phát hiện là cái đó Chu Nhã trong miệng Diệp Đại Sư. Làm sao có thể? Trần Bạo gặp có người lại dám động mình, ý định giết người phóng thích, tay áo trong lại xuất hiện một đạo dao găm. Dao găm vạch qua lạnh như băng châu chấu, hướng cánh tay kia đi. Nhưng là còn không có chạm được cánh tay kia, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên,
liền tay cầm đao thế đều không đúng, cái tay này không có cần thiết tồn tại. Dứt lời, Diệp Thần một cái tay khác như gió táp mưa gào vậy, bắt được Trần Bảo cổ tay. Xác xác, một tiếng, cổ tay trực tiếp gãy. Vậy tiếng xương nứt vô cùng rõ ràng. Mắt thường có thể gặp, Trần Bảo tay trực tiếp máu tươi mơ hồ, xương trắng lộ ra. Nhìn như thê thảm không nỡ nhìn. À, Trần Bảo giận giống lên, chân phải lại là chợt hướng Diệp Thần chỗ hiểm đi. Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, lại nói, còn muốn phản kháng, vậy ta liền nói cho ngươi, như thế nào dùng đao. Dứt lời, Diệp Thần bước chân đạp một cái, vậy rơi vào mặc lên dao găm trực tiếp chấn động bay lên. Càng bị hắn cầm ở trong tay. Dao găm chân khí ngưng tụ, ở Trần Bảo sau lưng vạch ra từng đạo châu chấu. Quá nhanh, để cho người hoa cả mắt. Đao dậy, đao rơi. Trần Bảo trên mình lại xuất hiện từng đạo chỗ rách. Huyết dịch không ngừng rỉ ra. Giờ khắc này, Trần Bảo hoàn toàn sợ hãi. Hắn cuối cùng không có chú ý tới cái này đi ở giáp danh nhất hạnh. Mấu chốt hắn ở nơi này hạnh trước mặt không sanh được bất kỳ lực phản kháng. Đại nhân, ta sai. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, bây giờ, người đối với ta lại nói, không có bất kỳ giá trị nào. Dứt lời, Diệp Thần trong tay kình khí cuộn sạch, Trần Bảo trực tiếp bị hắn thất lạc đi xuống. Không biết sống chết. Một màn này, hoàn toàn đem An Nhược Ảnh dọa sợ ngực không ngừng phập phồng, mắt đẹp lại là trợn to tới cực điểm. Trần Bảo lại bị tướng mạo xấu xí này Diệp Đại Sư giết. Hơn nữa còn là nghiền ép như vậy. Còn không chờ nàng kịp phản ứng, Diệp Thần bóng người đã bỏ lỡ hai người, hướng đỉnh núi đi. Diệp Thần vượt đến gần đỉnh núi, vượt có thể thấy được đến đỉnh đầu mây sấm cuồng bạo ý. Hơn nữa thiên đã hoàn toàn tối. Mặt trời rơi xuống, mặt trăng thay thế. Vậy chỉ có ánh trăng cũng giống như bị dần dần chiếm đoạt. Ngày tận thế hạ xuống. Ông già áo bào đen nói dị bảo sợ là phải trước thời hạn xuất hiện. Diệp Thần và hai nữ còn như đi tới đỉnh núi. Ước chừng trăm người. Mỗi trên người một người cũng phun trào ra cực mạnh võ đạo chập chờn. Xa hành trước một ngôi chùa miếu, cửa đóng chặt tê trang nghiêm. Không có một vị võ đạo cường giả dám gõ vang chùa miếu cửa. Thậm chí phần lớn cường giả cũng cách vậy miếu xa xa, không dám lớn tiếng ồn ào náo động, lại không dám ở miếu trước động thủ. Diệp Thần rõ ràng từ những cường giả kia trong mắt phát hiện vẻ kiêng kỵ. Hắn nhíu mày một cái, trong lòng có chút nghi ngờ. Ngay tại lúc này An Nhược Ảnh đi tới, nàng đối với Diệp Thần đã có rất lớn đổi cái nhìn, nói thẳng, Diệp tiên sinh, ngươi hẳn không biết cái này chùa miếu lai lịch, đây là tỉnh An Huy ba chùa miếu lớn một trong, Tịnh Phật Tự Diện chủ trì cũng không phải là người bình thường, pháp danh Tịnh Đạo Đại Sư, 10 năm trước, hắn chính là Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 11 tồn tại, 10 năm trôi qua, hắn thực lực kết quả như thế nào, không có ai biết. Nơi đây bởi vì Tịnh Đạo Đại Sư tồn tại, là được tỉnh An Huy võ đạo giới một trong cấm địa, nếu như không phải là bởi vì dị tượng, những cái kia võ giả căn bản không dám tới nơi này. Diệp Thần khẽ gật đầu lô, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, con người có giúp một cái, ánh mắt rơi vào một nơi phương hướng. Mà hắn tầm mắt có thể đạt được địa phương, chính là một vị trường bào ông già. Cái này ông già hắn biết là mang đi Trịnh Nghị vị kia cục võ đạo Hoa Hạ cường giả. Trường bào ông lão bên người còn văn sáu bảy đạo hơi thở đồng dạng không kém tồn tại. Giờ phút này, những người đó ánh mắt lạnh như băng tựa như muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Trịnh Tông Sư tức giận, bọn họ nhưng mà bị liên đới. Mà hết thảy đầu sỏ, chính là cách đó không xa Diệp Thần. Trường bào ông già quả đấm cầm chặt, ý định giết người phóng thích mở, hướng Diệp Thần từng bước đi tới. Không chỉ hắn. Còn lại mấy vị cục võ đạo Hoa Hạ cường giả vậy theo sát trường bào ông lão sau lưng. Chỉ muốn động thủ, bọn họ tất nhiên không chút lưu tình hướng Diệp Thần chém chết đi. Rất nhanh, trường bào ông già bước chân dừng lại, Diệp Thần, ngươi lại có thể cũng muốn rình rập bảo bối này. Ngươi chắc chắn có tư cách. Trịnh thiếu sự việc, tổng cục vị kia đã nổi giận, ngươi nếu như ở bởi sai lầm tự cho mất, sẽ chết rất thảm. Diệp Thần căn bản không có hiểu dự định. Hắn có thể cảm giác đến trong cơ thể vậy cái huyết long ở lăn lộn phun trào. Nóng nảy bất an. Giống như thứ gì muốn hỏi đời vậy.
Luân hồi mộ địa từng cơn long khiếu, làm cho lòng người sợ hãi. Đột nhiên, ông già áo bào đen thanh âm vang lên. Hạnh, ở hướng đông nam, đi nhanh. Diệp thần con người có giúp một cái, dưới chân chân khí cuồng bạo, như đạn đại bác vậy bắn ra. Vậy trường bào ông già muốn ngăn ở diệp thần trước người, nói tiếp, diệp thần một tiếng giống giận, hung ác khí xông thẳng tới. Cút ngay. Diệp thần cái này nổi điên được là để cho tất cả mọi người đều bối rối. An Nhược Ảnh và Chu Nhã cũng là bị sợ hết hồn. Đồng thời, vô số đạo bất thiện ánh mắt hướng bên này bắn tới. Đây chính là ở Tịnh Phật tự dám ở chỗ này kêu gào to. Không muốn sống nữa sao? Một khi đắc tội bên trong vị kia, chết như thế nào cũng không biết. Đám người bàn luận sôi nổi, càng đối với Diệp thần đầu đi ánh mắt chán ghét. Ước gì dùng ánh mắt đem Diệp thần giết chết. Nhưng là Diệp thần không để ý chút nào, hắn dựa theo đầu óc xí thanh âm cấp tốc hướng một phương hướng đi. Nếu như kéo dài nữa, liền không còn kịp rồi. Trường bào ông già nghe được cút cái chữ này, trong con người có chút lửa giận, đối phương đây là thái độ gì? Để cho hắn cút ngay. Diệp thần một người mà thôi, có cái gì tư cách? Động thủ, bắt lại người này. Trường bào lão giả và mấy người còn lại mới vừa muốn ra tay, bầu trời đột nhiên truyền đến cả người vang lớn. Từng đạo sấm lại trực tiếp từ trên bầu trời đập xuống. Cực kỳ khủng bố. Chung quanh mười mấy cây cây lớn trực tiếp bị lôi điện đập gãy. Thậm chí xông ra từng đạo ngọn lửa. Không chỉ như vậy, có chút đứng ở ranh giới cổ võ giả cũng không thể tánh mạng, sấm sét đánh xuống, biến thành một đạo xương máu. Căn bản không cách nào chống cự. Thấy một màn này, vậy trên đỉnh núi trăm vị cường giả rối rít biến sắc, đồng thời, toàn bộ An Huy chuyện Phật bị bóng tối bao phủ. Vầng trăng kia sáng hoàn toàn bị chiếm đoạt. Đỉnh núi âm gió từng cơn. Chung quanh khí lưu phun trào, dưới chân bọn họ lại là xuất hiện từng đạo kẽ hở. Đây là cục võ đạo vị kia trường bào ông già con ngươi chuồng ngựa kinh hoàng. Hắn nhìn không được Diệp thần, gắt gao nhìn chằm chằm vậy từng đạo rơi xuống sấm sét. Kinh hô, vật kia vấn thế. Sau đó, hắn nhìn về phía sau lưng mấy vị cục võ đạo hoa hạ cường giả, phân phó nói, vô luận như thế nào, chúng ta phải bắt được vật kia thiếu sự việc đã để cho Trịnh Tông Sư nổi giận, nếu như vật này không có được, vậy chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo quả cầu lửa thật lớn. Quả cầu lửa hoa lạc thiên tế. Như vực ngoại vẫn thạch rơi xuống phàm trần ra một cái thật dài ngọn lửa chi vết. Quả cầu lửa tốc độ càng lúc càng nhanh, quanh thân ngọn lửa vậy càng lúc càng tiểu. Toàn bộ núi thiên giác một cổ cực mạnh hơi thở phun trào, ở trừ có cổ võ giả không khỏi cảm giác huyết khí trong cơ thể dâng trào. Khó khăn bị trình độ cao nhất. Bành! Quả cầu lửa trực tiếp nện ở núi thiên giác hướng đông nam một chỗ ngồi. Toàn bộ núi thiên giác tựa như nghênh đón một tràng động đất. Vạn vật ái mộ, loạn thạch phân bay bằng tròn trăm mét đá lớn trực tiếp mất đi. Đè nén đám người vào giờ khắc này đột nhiên bùng nổ. Ở núi thiên giác hướng đông nam L. Một tiếng gầm thét sau đó, tất cả mọi người dưới chân phun trào kinh khí, cấp tốc hướng xảy ra chuyện phương hướng đi. Những cái kia người cục võ đạo hoa hạ nhận ra được không đúng, cũng không nghĩ nhiều, thân thể xông ra ngoài. Dành trước tất cả mọi người. Nhưng là duy chỉ có một người không động. Chính là vị kia trường bào ông già. Hắn toàn thân thật giống như bị một cổ sợ hãi cảm giác tràn ngập, bởi vì Diệp thần mấy phút trước lao ra phương hướng, chính là vật kia rơi xuống phương hướng. Đây cũng quá đúng dịp đi. Chẳng lẽ vậy hạnh có tiên tri biết trước năng lực? T. Trường bào ông già ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ nhiều nữa, giống vậy hướng địa phương xảy ra chuyện đi. An Nhược Ảnh vậy kịp phản ứng. Một cái kéo miệng nhã tay, nghiêm túc nói tin, đi theo ta. Hai phút trước, Diệp thần căn cứ đầu óc xí thanh âm, đi tới núi thiên giác trung ương đất. Hạnh, đi về trước nữa bước ra 10 bước. Ông già áo bào đen tiếp tục nói. Diệp thần gật đầu một cái, bước ra 10 bước, làm thứ 10 bước rơi xuống, hắn con người bỗng nhiên phóng đại. Đây là trận pháp nồng cốt tâm trận. Hắn kinh hãi phát hiện núi thiên giác lại là một tòa trận pháp thật to. Tâm trận ngay tại dưới chân hắn. Từ hắn cái góc độ này nhìn, bốn phương tám hướng lại có vô số đạo đường vân.
mỗi một thân cây, mỗi một con đường mòn, thậm chí còn càng xa xa tỉnh Phật tự, đều là trận pháp mấu chốt. Nếu như giờ phút này có người ở 50 mét trời cao vọng xuống, tất nhiên phát hiện, núi Thiên Giác đỉnh núi hết thảy hội tụ ra một cái chữ viết cổ xưa. Hạnh, nơi đây từng có một nơi thượng cổ sát trận, nhưng là theo thời gian trôi qua, trận pháp này đã hoàn toàn hư hại. Không có chút nào tác dụng, duy nhất có thể đem trận pháp này lần nữa dẫn động chính là năm sao Liên Châu, nhật thực lúc. Nếu như ta không coi là sai, tiếp theo, sẽ có một chục bên ngoài linh thạch rơi xuống nơi đây bên ngoài linh thạch chi xí uẩn dục vật, chính là ngươi phải lấy được đồ chín có, ngươi dưới lòng bàn chân ngầm huyền cơ xuống ngươi phải khắp nơi lòng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là bây giờ, tới. Theo ông già áo bào đen thanh âm rơi xuống. Vô số đạo sấm sét từ trên bầu trời rơi xuống. Trực tiếp đánh vào cái này trận pháp trên. Chung quanh từng đạo đợt khí không ngừng cuộn sạch, gió bão hoàn toàn bùng nổ. Mà Diệp Thần giờ phút này tránh xử ở gió bão trung tâm. Hắn huyết khí trong cơ thể dâng trào, quanh thân huyết mạch thật giống như đều ở đây lăn lộn, từng đạo đợt khí hướng hắn đụng tới. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, muốn ngưng tụ bức tường khí ngăn trở, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Phốc, Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến trình độ cao nhất. Đồng thời, hắn thấy một viên nóng bỏng quả cầu lửa trực tiếp hướng hắn đập xuống. Thanh thế thật lớn. Hắn rất rõ ràng, đây chính là ông già áo bào đen miệng xí vực ngoại linh thạch. Mấu chốt cái này vực ngoại linh thạch mục tiêu thật giống như chính là hắn đứng tâm trận vị trí à. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, thân thể cấp tốc hướng một bên rút lui đi. Còn không có rút lui đến bên bờ, một tiếng kinh thiên vang lớn liền ở bên tai nổ bể ra. Một cổ cực mạnh khí lưu tựa như ngưng tụ thành một chuôi trăm trượng lớn đao, hướng Diệp Thần chém ngang tới. CMN. Diệp Thần phát hiện hắn liền tránh né cơ hội cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này lạnh như băng lực lượng xuyên thấu hắn thân thể. Chẳng lẽ muốn chết? Ngay tại lúc này, một đạo kinh thiên long khiếu vang lên. Trong cơ thể hắn lao ra một cái huyết long sao long mang lăng liệt sát khí, tán loạn thiên hạ. Lại là gắt gao chắn Diệp Thần trước người, bảo vệ cái gì? Mặc dù cản trở phần lớn lực lượng, nhưng là vậy khí lưu quá đáng sợ. Đến mức, như xe ủi đất vậy, trực tiếp san thành bình địa. Cuối cùng, huyết long chịu đựng không thuê lực lượng, trực tiếp bị vỡ ra tới. Mà Diệp Thần thân thể cũng là lần nữa bị đập bay ra ngoài. Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, bởi vì huyết long chống cự phần lớn lực lượng, hắn không có quá lớn tổn thương, hắn nhìn một cái tâm trận vị trí, một viên long lanh trong suốt màu đỏ linh thạch liền vững vàng rơi ở nơi đó. Kinh khủng linh khí hướng bốn phương tám hướng vào tới. Đi nhanh! Ông già áo bào đen thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đầu gối cong. Như tên rời cung vậy bắn ra. Ngay tức thì liền tới đến vực ngoại linh thạch trước mặt, hắn mới vừa lộ ra tay, suy. Một tiếng, một đạo hàn quang trực tiếp bắn tới đây. Diệp Thần ý định giết người phóng thích, trong tay chảm long kiếm vừa ra, một kiếm đánh xuống. Vậy dùng mình trực tiếp bị chém đứt. Đồng thời Diệp Thần thân thể cũng bị đẩy lui mấy bước. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh bóng tối, nói ẩn giấu lâu như vậy. Cũng nên đi ra gặp gặp người đi. Bót bót bót. Trong bóng tối đột nhiên vang lên một đạo tiếng vỗ tay, sau đó một cái ăn mặc Âu phục trung niên nam tử lại đi ra. Diệp Thần, tỉnh chiết Giang người thứ nhất, Giang Nữ Dung và Diệp Thiên đang sinh hạ nghiệt chủng, quả nhiên danh bất hư truyền, ta thật thật là tò mò, ngươi là như thế nào trước thời hạn chắc chắn nơi này. Xuất sắc ngày mai tiếp tục, ngủ ngon tương đương. Diệp Thần nghe được cái này trong bóng tối thanh âm, cả người đều ngơ ngẩn. Từ lời nói của đối phương trong, đối phương không chỉ biết mình. Lại là biết mình và Giang gia quan hệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái đó tây trang nam tử, nhưng phát hiện hắn cho tới bây giờ không có gặp qua người này. Hơn nữa trên người đối phương toát ra vẻ nguy hiểm hơi thở. Thực lực rất mạnh. Ngươi là ai? Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn vốn muốn đi cầm viên kia vực ngoại vẫn thạch, nhưng là chỉ cần tây trang nam tử vẫn còn ở, hắn liền không có cơ hội. Duy nhất biện pháp chính là chém chết người này. Tây trang nam tử cười một tiếng, nhìn như rất là nho nhã và thân sĩ,
hắn ánh mắt ở Diệp Thần trên mình lưu chuyển, mấy giây sau đó mới nói, Diệp Thần, mời ngươi làm rõ ràng, là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Còn như ta thân phận, ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi, ta chẳng qua là Giang gia một vị khách khanh mà thôi, khối kia vực ngoại linh thạch, ta muốn. Giang gia khách khanh, Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, vốn là vẻ kiêng kỵ trực tiếp hóa thành sát ý. Tỉnh chiết Giang gia mặc dù là mẫu thân sau lưng gia tộc, nhưng là hắn một chút hảo cảm cũng không có. Khối kia vực ngoại linh thạch, hắn chí ở tất được, người bất kỳ đều không cách nào ngăn trở. Hắn nắm chặt trong tay Trảm Long kiếm, máu sắt ngưng tụ ở kiếm trên, một cổ khí thế không thể địch nổi tản ra. Vậy thì xem ngươi có hay không tư cách cầm. Dứt lời, Diệp Thần thân thể trực tiếp xông ra ngoài, ở tia chớp dưới, giống như quỷ mị. Tây trang nam tử ánh mắt lãnh đạm, nhìn cấp tốc cướp được Diệp Thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, tại sao nhất định phải tự tìm cái chết đâu. Một cái nghiệt chủng mà thôi, coi như ngươi là tỉnh chiết giang người thứ nhất, ở giang gia trong mắt hèn mọn như ở trước mắt ai. Cút về. Tây trang nam tử nhắm mắt lại, rồi sau đó, đột nhiên mở ra. Một cổ cực mạnh khí thế lao ra trong cơ thể. Mãnh hổ bài sơn. Một tiếng giống giận dưới, Tây Trang nam tử hướng Diệp Thần vào tới. Đây chính là một bộ võ kỹ cao cấp, cực kỳ bá đạo. Một quyền đánh ra, thế như mãnh hổ xuống núi, gầm thét núi rừng. Tu luyện tới trình độ cao nhất, lại có thể khai sơn liệt địa. Theo một quyền này đánh ra, kinh khủng lực lượng nổ tung. Nháy mắt bây giờ, Tây Trang nam tử cả người liền là hóa là một con mãnh hổ. Dường như muốn đem Diệp Thần cho xé, chiếm đoạt. Bành! Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ cực mạnh đợt khí phun trào tới. Trảm Long kiếm lực lượng hoàn toàn bị triệt tiêu. Diệp Thần lui ba bước, Tây Trang nam tử giống vậy lui ba bước. Người sau trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Lực lượng này, ngươi lại so ta tưởng tượng mạnh hơn lên mấy phần, có ý tứ. Nhưng mà, coi như mạnh hơn nữa. Ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Giết ngươi cái này nghiệt chủng, nói không chừng Giang gia đối với ta còn trùng trùng có thưởng. Trên đường suối vàng, nhớ, người giết ngươi kêu Giang Biệt Vọng. Giang Biệt Vọng dày một tiếng, trên người hắn tây trang trực tiếp nổ bể ra. Lại là lộ ra hắn cánh tay phải sắt thép bảo vệ cổ tay. Hắn năm ngón tay ở trong không khí một chảo, dị biến nổi lên, ở trên tay hắn lại xuất hiện một bộ sắt thép găng tay. Năm ngón tay bị nhọn và lạnh như băng thay thế. Một khi bị cái này sắt thép găng tay đập trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghiệt chủng, thật tốt hưởng thụ tuyệt vọng đi. Giang Biệt Vọng đầu gối cong, sau đó bùng nổ, chớp mắt bây giờ liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Vậy sắt thép năm ngón tay lóe ra từng đạo hàn quang, quanh thân kình khí lăn lộn. Khí thế bừng bừng. Diệp Thần cảm giác được không đúng, thân thể cho dù lui về phía sau. Vẫn bị xé ra một vết thương. Ha ha, nghiệt chủng, tư vị này như thế nào? Giang Biệt Vọng năm ngón tay thu thập, một quyền hướng Diệp Thần đập tới. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể chân khí phun trào, một quyền đối oanh. Quyền gió gào thét, chung quanh Lạc Diệp cũng phân bay. Theo một quyền này đánh ra, Diệp Thần quanh thân mỗi một khối máu thịt, cũng chấn động. Quanh thân xương cốt, cũng là mơ hồ run rẩy. Tất cả lực lượng đều bị hoàn mỹ điều động, khuynh tả tại liền một quyền này trên. Bành! Lực lượng cực kỳ cuồng bạo, dẫn động cuồng gió từng cơn. Kinh khủng đợt khí nổ tung, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lâm vào chấn động chính giữa. Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay truyền tới một cổ hơi tê dại cảm giác. Ngay tại lúc này, bên tai vang lên ông già áo bảo đen thanh âm, cái đó găng tay có vấn đề, đừng động dùng chân khí, dùng bên trong cơ thể ngươi máu sát. Ngưng tụ huyết long, ta sẽ cho ngươi một đạo lực lượng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, quanh thân máu sát phun trào. Hồng mang lóe lên, mà Giang Biệt Vọng cả người thì hóa là một con mãnh hổ, giống như quân lâm thiên hạ. Tiếng gào thét chính giữa, hắn giống như mãnh hổ vồ mồi, lấy ra nanh vuốt sắc bén. Khí thế cực kỳ kinh người. Giang Biệt Vọng khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, mắt xem một kích thì phải chạm được Diệp Thần. Hắn cả người kích động đến trình độ cao nhất. Hắn thậm chí đã nghĩ đến đem Diệp Thần đầu lâu mang về Giang gia cảnh tượng.
Lão gia tử đối với một nhà này cực kỳ mối hận, nói không chừng chém giết Diệp Thần, hơn nữa cái này vực ngoại linh thạch, mình ở Giang gia địa vị tất nhiên nước lên thuyền lên. Nghiệt trùng, không ngại lại nói cho ngươi một chuyện, ngươi ra đời thời điểm, năm đó là ta tự tay từ mẫu thân ngươi trong tay đoạt lấy, mẫu thân ngươi khổ khổ muốn nhờ dáng vẻ thật rất buồn cười. Nếu như không phải là vì ngươi, nàng cũng không khả năng rời đi Giang gia. Loại đàn bà này chính là bị coi thường. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần trong mắt tràn đầy lửa giận. Long có nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết. Mà phụ mẫu nàng chính là Diệp Thần nghịch lân. Lửa giận cần máu tươi tới sông lên rầm rầm. Oanh! Nguyên bản tiêu tán huyết long bỗng nhiên ngưng tụ, hoặc giả là bởi vì Diệp Thần tức giận, lần này huyết long ngưng tụ dáng người càng phát ra khổng lồ. Lạnh như băng tử ý bao trùm toàn trường, chung quanh thậm chí xuất hiện đạo đạo hàn xương. Phần thiên trưởng. Diệp Thần một tiếng giống giận, một đạo hỏa diễm hư trưởng bỗng nhiên tạo thành. Theo phần thiên trưởng đánh ra, khoảnh khắc bây giờ, cuồng gió phun trào, trong không khí truyền tới từng cơn nổ ầm, giống như huyền sấm nổ tung. Cuốn lên trước giống như thực chất giống vậy đợt khí, một trường này, không chút lưu tình chạy thẳng tới Giang Biệt Vọng đi. Giờ khắc này, Giang Biệt Vọng con ngươi sợ hãi. Hắn tốc độ lại là chậm lại. Bởi vì hắn thấy trước mặt thanh niên quanh thân lại lẩn quẩn một cái huyết long. Huyết long khí thế ngút trời, ánh mắt lạnh như băng kia dường như muốn phá vỡ hết thảy. Làm sao có thể? Hắn muốn thu hồi quả đấm, cũng đã không còn kịp rồi. Bành! Chỉ chốc lát sau, nặng nề tiếng va chạm truyền tới. À! Kèm theo là tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Rắc rắc! Chỉ gặp Giang Biệt Vọng vậy sắt thép găng tay hoàn toàn nổ. Một cái huyết long tựa như ở tay hắn cánh tay trong khối động. Không chỉ găng tay vỡ vụn, hắn cái tay kia bị Diệp Thần phần thiên trưởng, rất miễn cưỡng oanh đoạn. Sau đó, Diệp Thần một kích này, lại là thế như trẻ tre, rơi vào Giang Biệt Vọng trên thân hình. Ken két ca. Xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra. Thời gian tựa như định cách. Giang Biệt Vọng thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Mặt đất chấn động. Một đạo hố sâu bỗng nhiên tạo thành. Làm sao, sẽ, như vậy? Giang Biệt Vọng con người tựa như trừng ra ngoài vậy, bể đầu chảy máu, quanh thân co quắp, không có sức sụi lơ ở trên mặt đất, chật vật nói. Trong một cái chớp mắt này, hắn phát hiện đối phương lực lượng bỗng nhiên tăng lên. Mấu chốt máu kia long hư ảnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghiệt chủng này không phải phàm căn sao? Không phải Ninh Ba Đỉnh đỉnh nổi danh phế vật sao? Coi như hắn bước chân vào cổ võ một đường, cũng không khả năng như vậy khủng bố à? Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới trước người của hắn, một chuôi cực kỳ băng hàn trường kiếm gác ở Giang Biệt Vọng trên cổ. Giang Biệt Vọng thấy được một đôi cực kỳ băng hàn trong mắt, để cho hắn lòng rung động và khủng hoảng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Biệt Vọng thấp trầm giọng nói, đồng thời... Hắn cảm giác được trường kiếm kia lại đã dần dần phá vỡ cổ của hắn, nếu như lại đi sâu vào, tất nhiên đại động mạch gãy lìa, chảy máu mà chết, không có sức xoay chuyển trời đất. Mấu chốt Diệp Thần sau lưng vậy cái huyết long gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái này làm cho Giang Biệt Vọng trong lòng mơ hồ run một cái. Tựa như, ở nơi này một cổ khí thế trước, mình là được là bụi bặm. Hai người chênh lệch, lộ ra thấy rõ. Mồ hôi lạnh ngay tức thì thấm ướt Giang Biệt Vọng sau lưng. Giang Biệt Vọng muốn dùng Giang gia bí thuật rời đi nơi đây, nhưng phát hiện căn bản không có thể, một cổ lực lượng bao phủ hắn. Diệp Thần, người ta đều là người Giang gia, người không thể giết ta. Giang Biệt Vọng chỉ có thể như thế nói, nhưng là Diệp Thần kiếm trong tay nhưng không có phản ứng chút nào, từng bước một ăn mòn hắn sinh mạng. Ngươi sai rồi, ta không phải người Giang gia, đã qua không phải. Bây giờ cũng không phải, tương lai càng không biết là. Vốn là ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi nói ra chuyện năm đó, ta tuyệt không thể lưu ngươi. Diệp Thần thanh âm đạm mạc rơi xuống, không có tình cảm chút nào. Một giây kế tiếp, sắc bén lóe lên. À, ngay sau đó, chính là tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Phốc suy, máu tươi phun ra, Giang Biệt Vọng đầu lâu trực tiếp bị chém đứt. Thành là một cụ vô đầu chi thi. Diệp Thần vốn định từ Giang Biệt Vọng trên mình hỏi một ít Giang gia sự việc, nhưng là hắn đã cảm giác được mấy đạo hơi thở hướng bên này tới,
nếu như mình không động thủ nữa, có thể liền không còn kịp rồi. Không do dự nữa, Diệp Thần hai chân chân khí ngưng tụ, trực tiếp hướng tâm trận trung tâm khối kia vực ngoại linh thạch đi. Năm ngón tay dương ra, trực tiếp đem vực ngoại linh thạch cầm ở lòng bàn tay, một cổ cực mạnh cảm giác nóng bỏng thậm chí để cho Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện một tia mùi khét. Thời khắc này hắn tựa như nắm một đoàn linh khí bốn phía nham thạch nóng chảy. Bỏ đồ xuống. Ngay tại lúc này, một đạo dày chi tiếng vang lên. Mười mấy đạo cực mạnh hơi thở trực tiếp rơi xuống. Trừ cục võ đạo hoa hạ những người đó ra, còn có một chút tỉnh an huy cao cấp cường giả. Thời khắc này bọn họ ánh mắt tràn đầy tức giận và nóng như lửa, dẫu sao tất cả mọi người đều đem vật này coi là mình bảo bối, nhưng là dưới mắt lại bị Diệp Thần nhanh chân giành trước, làm sao có thể không tức giận giận. Diệp Thần không để ý đến chi đám người, trực tiếp đem vực ngoại linh thạch ném vào luân hồi mộ địa. Nhìn Diệp Thần vật trong tay biến mất, những cái kia cao cấp cường giả con ngươi co giúp một cái, mắng, thằng nhóc, vực ngoại vật ngươi giấu đi chỗ nào, nhanh lên giao ra. Một người trong đó lại là lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Diệp Thần, có ít thứ không phải ngươi có thể rình rập, người tuổi trẻ, giao ra đồ, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thần đem hai tay cắm ở trong túi, nhìn lướt qua mọi người, chất vấn, tới trước được, nếu vậy bảo bối bị ta bắt được, các người có cái gì tư cách từ ta cầm trên tay đi. Lấy ra trường kiếm cường giả cười lạnh một tiếng, tỉnh an huy dị tượng, hơn nữa rơi vào nơi đây. Đến lượt do tỉnh An Huy người võ đạo giới giữ, ta chưa bao giờ ở tỉnh An Huy võ đạo giới gặp qua ngươi, cái này thì đủ rồi. Ta không muốn nói thêm lần thứ ba, đem đồ vật giao ra, ngươi có thể sống rời đi núi Thiên Giác. Hắn giọng tràn đầy không thể nghi ngờ. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới, mọi người làm thành một vòng, ước chừng trăm người. Lại là đem Diệp Thần hoàn toàn bao vây, để cho hắn chắp cánh khó khăn bay. Mỗi một người quanh thân phun trào ra hơi thở, không ngừng có uy áp hướng Diệp Thần đi, nhưng trực tiếp bị Diệp Thần khinh thường. An Nhược Ảnh và Chu Nhã cũng là kịp thời chạy tới, thấy cái này kiếm bạt nỗ trương một màn, hai nữ sắc mặt đại biến. Chết chắc, cái đó cầm kiếm người đàn ông là tỉnh An Huy gia chủ Trương gia, thực lực rất mạnh, ở khu vực này rất có quyền phát biểu. An Nhược Ảnh theo bản năng nói, vật kia làm sao bị Diệp tiên sinh cầm đi? Hắn chỉ có một người, làm sao vậy dám ở nhiều cường giả như vậy trước mặt rình rập bảo bối. Những cường giả này so Trần Bạo không biết mạnh nhiều ít, Tiểu Nhã, ngươi nhanh lên khuyên nhủ Diệp tiên sinh. Chu Nhã lắc đầu một cái, đôi mi thanh tú một nhăn mày, nàng đối với Diệp Thần lo lắng. Tỉnh An Huy không phải tỉnh Chiết Giang, nơi này không có long hồn, càng không có những thứ khác thế lực nguyện ý giúp Diệp Thần một người làm sao đối mặt nhiều cường giả như vậy. Nhưng là để cho Diệp Thần giao ra vật kia, căn bản không có thể. Tại trên máy bay, nàng cảm giác được rõ rệt Diệp Thần đối với lần này vật tất tranh quyết tâm. Muốn Diệp Thần giao ra, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, bắt An Nhược Ảnh cổ tay, kích động nói, Nhược Ảnh, chúng ta có phải hay không tốt bạn gái thân? An Nhược Ảnh nhíu mày một cái, nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Chúng ta quen biết liền mười mấy năm. Chu Nhã lại nói, Nhược Ảnh, ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi, nhưng là lần này ta hy vọng ngươi trợ giúp một chút Diệp tiên sinh. An gia, ở tỉnh An Huy thế lực rất rộng, nhất định có thể giúp Diệp tiên sinh nói chuyện. An Nhược Ảnh mới vừa muốn nói chuyện, mấy đạo thân ảnh liền từ trong đám người đi ra, cầm đầu một cái trung niên nam tử mặt đầy lạc tai hồ, tràn đầy uy nghiêm. 3. An Nhược Ảnh thanh âm rất nhẹ. Lại là mang một tia sợ hãi. Người đàn ông râu quai nón chính là An Nhược Ảnh phụ thân, An Tố Sơn. An Tố Sơn vốn là ánh mắt rơi ở chính giữa Diệp Thần trên mình, làm hắn nghe được cái này thanh âm, chợt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm An Nhược Ảnh, trầm giọng nói, Nhược Ảnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó nàng chú ý tới Chu Nhã, liền nói, nơi đây không phải các người hai người nên tới địa phương, Từ Bá, đem hai người đưa xuống núi. Một cái ông già đi tới An Nhược Ảnh trước mặt, mới vừa muốn nói chuyện, An Nhược Ảnh liền nói, ta có lời và ba ta nói. Ba, người nam sinh kia là Chu Nhã bằng hữu, ngươi có thể không thể giúp mau cứu hắn, hắn bây giờ tình huống rất nguy hiểm. An Tố Sơn ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Thần,
cười lạnh nói, thằng nhóc kia chỉ cần giao ra đồ, Tỉnh An Huy người võ đạo giới sẽ không đả thương hắn, nhưng là nếu như hắn không thức thời, chỉ có một con đường chết. Chợt, hắn nhìn về phía Chu Nhã, phân phó nói, Chu Nhã, thằng nhóc kia nếu là bạn ngươi, ngươi không ngại khuyên một phen, tiếp tục như vậy nữa, thằng nhóc kia không sống qua 5 phút. Chu Nhã sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, một bước bước ra, đi tới An Tố Sơn trước mặt, nhẹ giọng nói, Amber bá, vật này là Diệp tiên sinh phát hiện sớm nhất, hắn tại sao phải giao ra, loại này vật vô chủ chẳng lẽ không phải là tới trước được. An Tố Sơn cười lạnh một tiếng, uy nghiêm thanh âm truyền ra, Chu Nhã, nơi này là tỉnh An Huy, không phải tỉnh Chiết Giang. Huống chi Hoa Hạ võ đạo giới quy tắc từ xưa tới nay chính là mạnh hiếp yếu, thằng nhóc kia nếu không có thực lực thủ bảo bối này, cũng không lắp thêm có. Nói xong, An Tố Sơn hướng Diệp Thần đi tới, chất vấn, tiểu huynh đệ, ta là tỉnh An Huy An Tố Sơn, nếu con gái ta và bạn ngươi cũng hướng ngươi cầu tha thứ. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem vật kia cho ta, ta An Tố Sơn phái người đem ngươi đưa ra tỉnh An Huy. Đảm bảo ngươi an toàn. Mặc dù uy nghiêm, nhưng là hắn trong mắt nóng như lửa nhưng là bán đứng hắn. Chỉ cần là cổ võ giả, ai không rình rập Diệp Thần trong tay bảo bối. Đứng ở trong đám người ương Diệp Thần, nhìn lướt qua An Tố Sơn, vừa liếc nhìn rất là khó chịu Chu Nhã và An Nhược Ảnh, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, xem ở bạn ta phân thượng, bây giờ ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ An Tố Sơn bối rối, tất cả mọi người đều bối rối. Bọn họ thậm chí hoài nghi, mình có phải là đang nằm mơ hay không, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thằng nhóc này đã hẳn phải chết cảnh, lại uy hiếp ngược lại An Tố Sơn. An gia ở tỉnh An Huy nhưng mà gia tộc cao cấp tồn tại à? Không muốn sống nữa, não tàn. Ha ha, lão An, xem ra ngươi mặt mũi người khác có thể không coi vào đâu. Một cái đạo bào nam tử cười lên, chợt nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng nói, thằng nhóc, xem ra ngươi còn không thấy rõ mình tình cảnh à? Ngươi chỉ có một người, mà chúng ta bên này, có tỉnh An Huy 8 đại gia tộc, 21 môn phái và thế lực, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Sai rồi, còn có chúng ta cục võ đạo Hoa Hạ. Một vị trường bào ông già đứng dậy. Cái đó đạo bào nam tử nghe được cục võ đạo Hoa Hạ mấy chữ này, diễn cảm đổi được sợ hãi đến mức tận cùng. Cục võ đạo Hoa Hạ lại có thể vậy dắt kéo vào. Chẳng lẽ vậy vực ngoại rơi xuống vật muốn tịch thu cho quốc gia? Vô số đạo ánh mắt đối với trường bào ông già tạm thời bây giờ có định ý. Trường bào ông già tự nhiên nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt nói, mọi người yên tâm, vậy vực ngoại vật và tiểu tử này số mệnh so với, chúng ta cục võ đạo Hoa Hạ càng nghiêng về người sau, người này giết chúng ta cục võ đạo Hoa Hạ nhiều người, tội đại ác vô cùng. Nếu như không phải là tỉnh Chiết Giang có người đảm bảo hắn, hắn đã sớm chết rồi. T. Nghe được câu này, tỉnh An Huy các thế lực lớn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại còn có dám giết người cục võ đạo Hoa Hạ. Đây là điên rồi phải không? Tạm thời bây giờ, những cái kia tỉnh An Huy cường giả xem Diệp Thần diễn cảm đều thay đổi. Xa xa An Nhược Ảnh và Chu Nhã đồng hồ sau lưng một mảnh lạnh run. An Nhược Ảnh nắm thật chặt Chu Nhã tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nói, xong rồi, lần này là thật xong rồi, người vậy Diệp tiên sinh một hơi đắc tội tỉnh An Huy 8 đại gia tộc và hơn 20 thế lực, bây giờ lại thêm một cái cục võ đạo Hoa Hạ, hắn. Nói thật, hắn căn bản không đi ra lọt cái này núi thiên giác à. Hắn nếu như không chịu giao ra vật kia, tất nhiên thành là các thế lực lớn bao vây tiểu trừ đối tượng à. Hắn sống thế nào, Tiểu Nhã? Người đi nhanh khuyên hắn một chút, nếu không hắn. Hắn thật chết chắc à. An Nhược Ảnh lòng như lửa đốt, dẫu sao mới vừa rồi thời điểm lên núi, Diệp Thần đã cứu nàng, nàng cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Chu Nhã quả đấm cầm chặt, nhìn Diệp Thần, không nói câu nào. Nàng rõ ràng Diệp Thần, vô cùng rõ ràng Diệp Thần làm việc thủ đoạn, hắn nếu không chịu giao ra vật kia, tất nhiên có lý do của hắn. Giờ phút này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp tiên sinh. Không chùn bước tin tưởng. Xa xa. An Tố Sơn bị Diệp Thần tức giận sắc mặt tái xanh, nói, đã như vậy, ta thu hồi ta nói. Ta ngược lại là phải xem thằng nhóc ngươi làm sao chống nổi ngày mai. Chư vị,
người này và ta An gia không có bất luận quan hệ gì, vậy bảo bối chỉ có một kiện, An mỗ không ngại ở nơi này thiết lập một cái quy củ, trừ thằng nhóc kia trở ra, thế lực kia người cái đầu tiên tiếp xúc vật kia liền trở về ai, cái này cũng tránh tổn thương hòa khí. Lời này vừa nói ra, người người khen ngợi. An Tố Sơn ở tỉnh An Huy có rất lớn tiếng nói quyền, không có ai sẽ phản bác hắn ý kiến. Hơn nữa lời này có lý có chứng cớ, đối với các thế lực lớn mà nói đều có chỗ tốt. Duy nhất bất lợi chính là Diệp Thần. Đã như vậy, ta Lý gia muốn làm cái người đầu tiên ăn con cua. Hai đạo thân ảnh ngay tức thì từ trong đám người xông ra, hướng Diệp Thần lao đi. Một người ở vào tới Diệp Thần trước mặt thời điểm, thân thể nhảy một cái, bay lên không một chân quét tới. Kinh khí lăn, cái này một nhanh chân như tia chớp. Càn quét Diệp Thần hạ bàn, một khi bị đánh trúng, cường đại kinh khí thậm chí có thể đem người đá cho hai đoạn. Mà Lý ra một người khác, tay phải cầm một cái cong đao ánh sáng trắng lạnh người, cực kỳ sắc bén, dạo dựng ở trong không khí, dường như muốn đem trước mặt không khí cắt thành hai nửa. Thị giác hiệu quả cực kỳ kinh người. Cường đại đao khí trực tiếp hướng Diệp Thần đầu lâu chém tới. Nếu như cái này Lý gia hai đánh chính xác không có lầm nện ở Diệp Thần trên mình, tất nhiên chia ba đoạn à. Những cái kia vây xem tỉnh An Huy cường giả bàn luận sôi nổi, Lý gia lần này ra tay thật có hơi quá. Vì vậy chí bảo, lại như thế chăng cần thể diện. Mấu chốt cái này hai người ở tỉnh An Huy thực lực tuyệt đối xếp hàng lên số à. Diệp Thần nhìn hai đạo sát ý như bão táp vậy rơi xuống, diễn cảm vô cùng bình thản. Hắn muốn phải dẫn đồ rời đi, phải mở một đường máu. Những người này kinh tởm mặt mũi, hắn từng cái ghi nhớ. Nếu khắp nơi sát chiêu, vậy hắn Diệp Thần cũng không có thu tay cần thiết. Giết! Lý gia cầm cong đao người nọ cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, lấy ra vũ khí của ngươi đi, miễn phải nói chúng ta khi dễ ngươi. Diệp Thần một bước bước ra, đón hai người lên, lại là gầm thét một tiếng, ta vũ khí, người hai người chúng ta còn chưa đủ cách. Dứt lời, Diệp Thần né người sang một bên, tránh ra loan đao một kích chí mạng, đồng thời, một quyền hướng một người khác chân kỹ đánh ra. Theo một quyền này đánh ra, Diệp Thần cánh tay truyền tới từng trận nhọn giòn vang thanh, mỗi một cái khớp xương, tựa như cũng vào giờ khắc này bộc phát ra vô cùng lực lượng. Chân khí cường đại lăn. Huyết long mặc dù không có xuất hiện, nhưng là máu sát nhưng là cực kỳ kinh người. Hống. Một quyền này, tựa như thần long gầm thét, khí thôn vạn dặm. Ùm ùm. Hai đạo lực lượng bỗng nhiên va chạm. Cả vùng chấn động lên, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Cuồng gió chính giữa, bụi bặm đầy trời. Làm sao có thể? Vậy ra chân người Lý gia diễn cảm định cách, sắc mặt rất nhanh vặn vẹo, đổi được vô cùng thống khổ và kinh hoàng. Hắn cảm giác mình đùi phải tựa như bị một cổ phiên sơn lực xé. Cho ta chết. Một khắc sau, một tiếng giống giận, ở đối phương vậy kinh hãi thần sắc chính giữa, Diệp Thần lớn tiếng quát lên. Tiếng nổ như sấm nổ tung, Diệp Thần trong quả đấm máu sát và chân khí liên tục không ngừng đụng đi. Phốc xích, một tiếng. Máu nhuộm bầu trời mênh mông, ở nơi này một cổ lực lượng đánh vào dưới, cái đó người Lý ra sắc mặt bá một chút sát trắng đi. Ken két. Trong phảng phất tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được xương cốt gãy lìa thanh. À! Ngay sau đó, là vậy tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Người nọ trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, tại chỗ chết. Còn dư lại tay cầm cong đao người vậy bối rối, vừa định phản ứng, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân khí dũng động tay, trực tiếp nắm sống đao. Chợt đẩy một cái. Xé kéo. Một tiếng, người nọ còn chưa phản ứng kịp, đầu lâu liền rơi ở trên mặt đất. Đầy đất máu tươi. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần một bước bước ra, lạnh mâu quét nhìn mọi người, ai dám tiến lên một bước, ta Diệp Thần tất làm đốt diệt giết thân. Giờ khắc này, toàn bộ núi Thiên Giác yên tĩnh lại. Gió lạnh gào thét, để cho phạm vi này nghìn mét đất đổi được như bãi tha ma vậy. An tĩnh như vậy. Thậm chí để cho người cảm giác được nghẹt thở. Cho đến một trận gió mát lướt qua, tất cả mọi người lúc này mới đánh giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Rào rào. Một khắc sau, tình cảnh sôi trào. Lý gia người chết rồi, chỉ như vậy không có dấu hiệu nào chết.
hai chiêu. Diệp Thần lại chỉ dùng hai chiêu, trực tiếp chém chết Tỉnh An Huy hai vị cao cấp cường giả. Cái này mẹ hắn vậy quá quỷ dị đi. Mới vừa rồi hắn rõ ràng là hẳn phải chết cảnh, lại chớp mắt bây giờ liền ngăn cơn sóng dữ. Lý gia người thật đã chết rồi sao? Cái này hai người ta cũng so tài qua, thực lực mặc dù không phải là Tỉnh An Huy cao cấp, nhưng cũng không biết như thế dễ dàng bị giết à. Ta không nhìn lầm chứ, thi thể này. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Là Lý gia hai người quá yếu, vẫn là thằng nhóc kia quá mạnh mẽ. Ta trước nghe nói Tỉnh Chiết Giang ra một vị thợ săn, thực lực ngút trời, giết người vô số, không phải là người trước mắt này đi. Kết quả này, để cho người mở rộng tầm mắt. Lý gia bên kia mấy người lại là nín thở, hoàn toàn bị sợ hãi bọc toàn thân. Hai người kia luyện tay lại địch bất quá đối phương hai chiêu. CMN, đùa gì thế à? An Tố Sơn diễn cảm có chút cổ quái, nhưng là cũng không có quá kinh ngạc, ở hắn xem ra Lý gia hai người chết hoàn toàn là bởi vì khinh thị Diệp Thần. Diệp Thần có thể bắt được vậy bảo bối, hiển nhiên có chút thực lực. Hắn không có người đầu tiên xuất thủ, hoàn toàn chính là muốn cùng Diệp Thần mệt lả. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Hắn còn không tin, Diệp Thần có thể ở Sa Luân chiến hạ, còn có thắng cơ hội. Cục võ đạo Hoa Hạ mấy người cũng giống như nhau thái độ, bọn họ ngồi vững câu cá chiếc, căn bản không vội vã ra tay. Đối với Diệp Thần thực lực, bọn họ tự nhiên so người bất kỳ đều biết. Bởi vì Diệp Thần cuồng bạo ra tay, tạm thời bây giờ lại không người nào dám lại đứng ra. Tất cả mọi người đều đang đợi. Diệp Thần nhìn một cái tất cả mọi người, nhàn nhạt nói, nếu mọi người không lời có thể nói, vậy thì cáo từ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, ba vị ăn mặc đạo bào ông già chắn Diệp Thần trước người. Ta Hoàng Vân xem ngược lại là muốn lãnh giáo một chút trong truyền thuyết Tỉnh Chiết Giang người thứ nhất thực lực kết quả như thế nào. Ở giữa nhất ông già mở miệng nói, bọn họ hiển nhiên từ vùng lân cận nhân khẩu trong biết được liền Diệp Thần thân phận. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là vậy vực ngoại vật quá trọng yếu. Cầu dầu sang trong nguy hiểm, vật này đáng bọn họ mạo hiểm. Huống chi bọn họ trong ba người bất kỳ một người nào so Lý ra hai người kia đều mạnh hơn. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền thu lại lòng khinh thị, Diệp Thần muốn giết bọn họ, căn bản không có thể. Diệp Thần, thật ra thì giao ra đồ, đối với người đối với ta lại nói, đều có chỗ tốt, hơn nữa. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền ra tay. Ta nói, ai dám tiến lên một bước, tất làm đốt diệt giết thân. Một đạo hàn tiếng nói vang khắp phân tiêu, làm cho lòng người sợ hãi. Diệp Thần quanh thân tựa như cuốn lên một đạo tiếp theo một đạo cuồng gió, chớp mắt bây giờ sẽ đến ba trước mặt người. Hắn quanh thân máu thịt chấn động, tất cả năng lượng bùng nổ, trong cơ thể bị áp chế được đạt tới nhỏ xíu chân khí như dài sông lao nhanh. Khí thế kia, đích thực quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà sẽ chủ động đánh ra. Vậy ba người thần sắc nghiêm túc đến mức tận cùng, vội vàng ra tay ngăn trở. Ba người quanh thân kình khí phun trào, phong tỏa Diệp Thần hết thảy ý định giết người, trực tiếp một trưởng hướng Diệp Thần chỗ hiểm đi. Một người trong đó lại là nhảy lên thật cao, trời cao rơi xuống, năm ngón tay thành chộp, muốn như cốt sắt vậy cắm vào Diệp Thần đầu lâu trên. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay lóe lên một đạo hàn quang. Trảm long kiếm vừa ra, theo chân khí phun trào, trường kiếm phát ra thanh thúy tiếng. Đao quang kiếm ảnh. Hiu 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 hiu. Kiếm pháp thi triển, gió lạnh gào thét. Khoảnh khắc bây giờ, toàn bộ núi Thiên Giác trên, bóng kiếm không chỗ nào không có mặt. Chớp mắt bây giờ, vậy từng đạo bóng kiếm, giống như từ trên trời giáng xuống nhanh mưa bão, nối thẳng cửu u suối vàng, bao trùm thiên địa. Vậy ba người vốn định phong tỏa Diệp Thần hết thảy sức sống, nhưng ngược lại, bị Diệp Thần kiếm ý phong tỏa. Đây là cái gì kiếm pháp? Tại sao như vậy khủng bố? Bị bao phủ ở kiếm quang chính giữa, ba người chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Vậy lạnh lẽo kiếm khí, tựa hồ sâu tận xương tủy chính giữa, để cho người đổi được cứng ngắc. Bên trong cơ thể của bọn họ huyết khí phun trào, tựa như bị một đạo khí tức này dọa sợ. Cực kỳ khó chịu. Dần dần vậy từng đạo bóng kiếm lặng lẽ dừng lại. Nhưng mà, bọn họ quanh thân nhưng là xuất hiện vô số lỗ máu.
máu tươi như suối phun vậy tràn vào vẩy. Còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Ba người con ngươi mau chóng xúc tới cực điểm. Trước mặt Diệp Thần, ở bọn họ trong mắt liền như thiên thần hạ phàm. Nếu như cửu u chúa tể, lại cũng không lo Tiên Phong đạo cốt và Tỉnh An Huy danh tiếng, hù được đồng loạt quỳ nằm trên đất, không dừng được dập đầu. Diệp Tông sư tha mạng, chúng ta thật không dám, cũng không dám nữa. Chỉ cần Diệp Tông sư nguyện ý thả qua chúng ta nguyện ý là trâu là ngựa. Diệp Thần ánh mắt nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng, Trảm Long kiếm ngưng tụ chân khí, một kiếm càn quét đi. Một đạo màu trắng nhọn đợt khí vạch ra một đạo chết đường vòng cung. Ba người cầu xin tha thứ thanh âm hơi ngừng. Hai giây sau đó, ba cái đầu trực tiếp rơi xuống. Thi thể không đầu lại vẫn phơi bày quỳ bái tư thế. Một màn này cực kỳ sợ hãi, bị dọa sợ tất cả mọi người tại chỗ. Bọn họ gặp qua quả quyết sát phạt người, lại không nghĩ rằng cái này tới tuổi 20 thanh niên lại liền cầu xin tha thứ người vậy không buông tha. Một màn này giống như đã từng quen biết, ngay vừa mới rồi người Lý gia cũng bị như vậy quả quyết chém chết à. Còn ai dám tiếp tục lên trước? Không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người lại nhìn về phía Diệp Thần, chỉ có sợ hãi và hốt hoảng. Tỉnh An Huy liên tục 5 vị cường giả bị vô tình chém chết, mấu chốt mỗi một người kết quả đều giống nhau, liền Diệp Thần một kích cũng không đỡ được. Cái này mẹ hắn còn chơi một dám à. Mặc dù Diệp Thần chỉ có một người, nhưng phải thì phải bởi vì là một người mới dọa người à. Diệp Thần đem nhỏ máu kiếm thu hồi, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, tựa như cùng nhìn con kiến hôi vậy. Cái ánh mắt này, để cho phần lớn Tỉnh An Huy cường giả tóc gáy dựng đứng, trong lòng run rẩy. Ban đầu bọn họ căn bản không đem Diệp Thần coi ra gì, nhưng là khi thấy cái này 5 cái không thi thể nguyên vẹn và đầy đất máu tươi, bọn họ trong lòng chỉ có sợ hãi. Diệp Thần một người đứng ngạo nghễ, đè được quần hùng sợ hãi. Ta không muốn lại giết người, nếu như ai lại có ý kiến khác, trước muốn hỏi ta kiếm có đáp ứng hay không. Bỏ lại những lời này, Diệp Thần trực tiếp hướng Chu Nhã Phương hướng đi. Chúng ta đi. Chu Nhã cái này mới phản ứng được, gật đầu liên tục, ừ. Diệp Thần chỉ như vậy mang Chu Nhã rời đi, hắn mới vừa rồi thi triển kiếm pháp hao hết sạch đan điền phần lớn chân khí. Hắn muốn trấn nhiếp tất cả mọi người, sau đó thừa dịp đám người này không phản ứng kịp rời đi. Nếu không lại tiếp theo xa luân chiến, hắn tất nhiên thua thiệt. Mắt xem liền phải hướng dưới núi đi, đột nhiên, mười mấy đạo hơi thở phun trào tới. Muốn đi, hỏi qua chúng ta cục võ đạo Hoa Hạ liền sao? Ngươi phải đi, ta An gia vậy không cho phép. Ta Tỉnh An Huy lãnh gia vậy không đáp ứng. Lần này, mười mấy đạo khí tức cường giả hướng Diệp Thần cướp tới. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bọn họ đã phát hiện Diệp Thần hơi thở yếu đi mấy phần, bây giờ không giết, còn đợi lúc nào. Diệp Thần mặc dù có thể giết mấy người kia, chẳng lẽ còn có thể một kiếm chém chết bọn họ mười mấy người. Nhìn cái này ý định giết người đánh tới mười mấy người, Diệp Thần khẽ cau mày. Hắn liền biết không có như thế dễ dàng. Một đám cáo giả cố ý ở lại cuối cùng. CMN, cục võ đạo Hoa Hạ và các thế lực ra tay, hắn còn có thể hiểu. Cái này An Tố Sơn vậy động thủ, xem ra là thật tham lam. Cái này mười mấy người, bao hàm 4 đạo thế lực. Mấu chốt mỗi một người đều là ra sát chiêu. Căn bản không cho Diệp Thần suy tính cơ hội. Diệp Thần không do dự nữa, đem Chu Nhã đẩy sang một bên, sau đó thân thể cấp tốc lui về phía sau. Trảm Long kiếm truyền tới từng cơn kiếm ngân vang, ngăn trở ở trước người. Diệp Thần, coi như Hoa Hạ võ đạo bảng thứ 10 tồn tại, vậy không nhất định có thể ngăn cản chúng ta mười mấy người chí cường một kích. Ta ngược lại là phải xem, lần này, người sống thế nào. Vị kia cục võ đạo Hoa Hạ trường bào ông già âm u nói. Lạnh giọng chính giữa, cổ tay run một cái, kiếm khí đột nhiên lăng liệt liền đứng lên. Vô số sát ý. Tựa như hóa là thiên la địa võng trực tiếp hướng Diệp Thần bao trùm xuống. Căn bản không cho Diệp Thần phản kháng quyền lực. Bành! Những lực lượng kia trực tiếp nện ở Trảm Long kiếm trên. Mười mấy đạo cường giả một kích quá mức khủng bố. Diệp Thần thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khóe miệng lại là tràn ra máu tươi. Chân hắn bước đạp ở một viên trên cây lớn,
miễn cưỡng ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn đám này đạo mạo nghiêm trang cao thủ. Hèn hạ, âm hiểm. Nhưng là võ đạo một đường chính là như thế tàn khốc. Thằng nhóc, như vậy một kích phỏng đoán để cho ngũ tạng lục phủ ngươi đều khó chịu liền đi, giao ra đồ, khỏi bị đau khổ ra thịt. An Tố Sơn liền lạnh lùng nói, mặt hắn bàng dữ tợn. Một bên An Nhược Ảnh thấy một màn này, ngón tay nắm thật chặt vạt áo, cũng không nhịn được nữa, ba, người thật là quá đáng, các người. Lời còn chưa nói hết, nàng bên người liền xuất hiện một vị ông già, trực tiếp một chút ở nàng một nơi huyệt vị trên. Khoảnh khắc ở giữa, An Nhược Ảnh thân thể liền mềm ngã xuống, chỉ có thể ngồi dưới đất, trơ mắt nhìn cái này nhìn thấy mà giật mình một màn. Nàng rất rõ ràng, cái đó bị bao vây thanh niên hẳn phải chết. Trận chiến này, hắn dù chết, nhưng là An Nhược Ảnh sẽ đem chuyện hôm nay nói cho toàn bộ Tỉnh An Huy võ đạo giới. Để cho Diệp Thần danh tự này, vang dội Tỉnh An Huy. Hắn chí ít chết thản nhiên và vinh quang. Mười mấy đạo thân ảnh lần nữa hướng Diệp Thần đi, lần này nặng nề trưởng gió và bóng kiếm nổ tung, kẹp theo kinh khủng khí tức tử vong, hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Diệp Thần nhìn một cái luân hồi mộ địa, phát hiện ông già áo bào đen căn bản không có ở. Hắn nhìn không được cái gì, đem đan điền tất cả chân khí ngưng tụ ở một kiếm trên. Huyết long lần nữa nổi lên, long ngâm từng cơn. Vô tận sát ý từ trảm long kiếm lao ra. Diệp Thần một tiếng gầm thét, là huyết trảm. An Tố Sơn và Trường Bào ông già thấy Diệp Thần lại vẫn giãy giụa nữa, vui vẻ cười to. Còn muốn sắp chết vùng vẫy. Một kiếm này, để cho ngươi chết. Đối mặt Diệp Thần ngăn cản, tất cả mọi người đều là mặt đầy khinh thường. Một cái bị thương người, cộng thêm một thanh kiếm, còn muốn và mười mấy vị cao thủ đối kháng. Đơn giản là cười nhạo. Nhưng là rất nhanh, bọn họ nụ cười trên mặt đọng lại. Diệp Thần kiếm trong tay ở đan điền còn sót lại tất cả linh khí hội tụ dưới, từng trận nhọn khẽ rên thanh truyền tới. Lại là ở mờ tối thế giới chính giữa, bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Chốc lát bây giờ, cái này trảm long kiếm không ngừng phồng lớn, ngay tức thì làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần. Một đạo đến từ cửu u địa ngục lạnh lẽo hơi thở, từ thân kiếm chính giữa thả ra. Là máu ý, ầm ầm bùng nổ. Tựa như một kiếm chặt đứt suối vàng và chết. Một kiếm phá sới đất ngục và nhân gian. Không chỉ như vậy, bọn họ mơ hồ bây giờ thấy một cái huyết long ở kiếm khí quanh thân lượn lờ. Một kiếm này tuyệt không phải tầm thường kiếm ý. Diệp Thần nổi giận. Mặc dù là huyết trảm muốn hắn bỏ ra giá cực lớn. Lại là sẽ để cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng là cho dù chết, hắn cũng phải đám người này trả giá thật lớn. Tất cả mọi người nhìn trước mắt biến hóa, trợn to hai mắt. Vô cùng kinh ngạc. Chính là bây giờ, phá vỡ hết thảy. Đi đôi với Diệp Thần một tiếng giống giận. Là huyết trảm mang vô cùng ánh sáng sáng chói, như sao chổi vạch qua bầu trời mênh mông, cùng tất cả mọi người một kích đụng vào nhau. Thanh âm thanh thúy chính giữa, hàn mang lóe lên. Tất cả binh khí trực tiếp vỡ vụn, hóa là nghiền. Có chút dụng quyền chân người, cánh tay và chân lại là nổ bể ra, hóa là một đạo xương máu. Đây là bực nào nghịch thiên? Oanh! Cường đại đợt khí hướng bốn phương tám hướng đụng. An Tố Sơn đập bay ra ngoài. Trường Bào ông già chật vật ngồi dưới đất. Còn lại người tu vi thấp trực tiếp lại là khạc ra một ngụm máu tươi, yếu ớt đến mức tận cùng. Một kiếm này oai, dọa người đến mức tận cùng à. Nhưng là Diệp Thần, nhưng là tất cả mọi người trong thảm nhất. Hắn đan điền không có một tia chân khí, cường đại mệt mỏi ý tấn công tới. Khó chịu. Máu tươi nhốn nháo, cả người cùng đất bùn bụi bặm hỗn hợp, thê thảm không cách nào hình dung. Hắn thật tận lực. Tại chưa có luân hồi mộ địa dưới sự trợ giúp, hắn chỉ có thể làm được như vậy một kích. Coi như Hoa Hạ tông sư bảng trước 10 cường giả ở hắn loại này tình cảnh hạ vậy không gánh nổi à. Hắn dựa vào ở sau lưng vách tường trên, từng ngụm thở hổn hển. Chu Nhã thấy vậy, vội vàng vọt tới, gắt gao bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Diệp tiên sinh, ngài có tốt không? Đừng dọa ta. Diệp Thần gật đầu một cái. Muốn đưa tay cầm túi đan dược cũng mất khí lực. Không có sao. Hắn khẽ cắn răng đọc nhấn rõ từng chữ nói. Hắn vậy máu đỏ ánh mắt như một đầu sói đói, ánh mắt lạnh như băng điên cuồng để cho người không dám nhìn thẳng.
hắn trên mình, chỉ có mùi máu tươi. Chỉ có điên cuồng. Chỉ có hung ác và giết hại. Nhưng là giờ phút này, Trường Bào lão giả và An Tố Sơn đã đứng lên. Cái này hai người là tại chỗ người thực lực mạnh nhất, coi như đối phó Diệp Thần một kích, cũng không chịu nổi. Bọn họ cầm trên đất đao, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Là một người cũng có thể nhìn ra Diệp Thần đã không có phản kích khả năng. Người này đã đến cực hạn. Ta chỉ cần người này đầu lâu, vậy vực ngoại vật thuộc về ngươi. Trường Bào lão giả nói. An Tố Sơn ngẩn ra, gật đầu một cái, loại này con kiến hôi số mệnh và ta không liên quan, ta An gia chỉ cần vực ngoại vật, đầu lâu ngươi cầm đi chính là. Hai người đã đạt thành đổi trác. Rất nhanh sẽ đến Diệp Thần trước mặt, thời khắc này Chu Nhã giang hai cánh tay bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Các người chẳng lẽ không vì mình được là đỏ mặt sao? Nhiều như vậy võ đạo cường giả đối phó một cái vãn bối. Lòng xấu hổ ở chỗ nào? Nếu muốn động Diệp tiên sinh, liền trước hết giết ta. Chu Nhã ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên quyết đến trình độ cao nhất. Bót! An Tố Sơn một cái tát ra, Chu Nhã trực tiếp bị tát đến một bên, căn bản không ngăn cản được. Diệp Thần con ngươi đỏ thắm, tức giận đến mức tận cùng. Trường Bào ông già đã nhấc lên đao, cười lạnh nói, Diệp Thần, hôm nay ta liền mang ngươi đầu lâu trở lại kinh thành. Ha ha! Đao rơi! Ý định giết người bùng nổ. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Kéo kẹt. Núi Thiên Giác Tịnh Phật tự vậy cánh cửa phủ đầy bụi nhiều năm đột nhiên mở ra. Một đạo thoáng như viễn cổ tiếng chuông thanh âm thản nhiên vang lên. Người này, ta Tịnh Đạo Đại Sư muốn lưu, ai có ý kiến khác? Giờ khắc này, đao treo ở giữa không trung trong, một cổ lực lượng vô hình trở ngại. Bởi vì núi Thiên Giác vị kia nhân vật truyền thuyết xuất hiện. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới ở Diệp Thần hẳn phải chết đang lúc, cái đó Tỉnh An Huy thậm chí còn hoa hạ nhân vật truyền thuyết lại xuất hiện. Hơn nữa thái độ rất rõ ràng. Chính là muốn ngay trước mặt của mọi người, bảo vệ Diệp Thần. Giờ khắc này, toàn bộ núi Thiên Giác đỉnh ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Tất cả mọi người thân thể cơ hồ hóa đá, lại là trợn to hai mắt, ngây ngốc lăng tại chỗ. Làm sao có thể? Loại cấp bậc này cường giả lại có thể tự mình ra mặt bảo vệ một cái tay trói gà không chặt tiểu bối. Tất cả mọi người tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía vậy ngôi chùa miếu cửa. Tịnh Phật tự, Tỉnh An Huy ba chùa miếu lớn một trong. Lại là Tỉnh An Huy võ đạo giới một nơi cấm địa. Chỉ vì là một vị kêu Tịnh Đạo Đại Sư cường giả. 10 năm trước, hắn là Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 11 tồn tại, 10 năm trôi qua. Hắn thực lực kết quả như thế nào, không có ai biết. Thậm chí có truyền thuyết, Tịnh Đạo Đại Sư từng và đương kim Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 3 cường giả từng có đánh một trận. Nhưng là huề. Tuy là truyền thuyết, nhưng là đủ để cho người sợ sợ hãi. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một câu gầm thét, hắn Diệp Thần dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể được loại này tiền bối xem trọng? Dựa vào cái gì sẽ bị cường giả loại này mạnh như vậy thế cứu? Dần dần, một vị ăn mặc cà sa ông già đi ra, bước chân rất nhẹ, không có một tia hơi thở bên ngoài thả. Coi như không có khí thức cường giả, nhưng hắn mỗi đi một bước, liền tựa như hung hãn đạp ở tại chỗ cổ võ giả trong lòng. Chia 5 xẻ 7. Cục võ đạo Hoa Hạ ông cụ kia con người đông lại một cái, cực kỳ nghiêm túc, hắn rất rõ ràng, đây là chém chết Diệp Thần nhất cơ hội tốt. Hắn không muốn buông tha à. Hắn cũng không lo Tịnh Đạo Đại Sư tồn tại, muốn ngưng tụ tất cả lực lượng chém ở Diệp Thần trên cổ, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Ngươi không có nghe gặp ta mà nói, phải không? Dứt lời, cục võ đạo Hoa Hạ vị kia Trường Bào ông già, trong tay hắn đao trực tiếp vỡ vụn. Một đạo mảnh vỡ lại là bắn vào hắn bụng. Cút! Tịnh Đạo Đại Sư đưa tay ra, 5 ngón tay nắm chặt, một cổ cực mạnh kinh khí bùng nổ. Trường Bào ông già trực tiếp bị té ra ngoài. Nặng nề nện xuống đất, khạc ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn ngất đi. Một màn này, đem người sợ choáng váng. Trong chùa miếu đại sư không nên cả ngày bần hòa thượng, càng không nên chủ động ra tay tổn thương người à. Nhưng là cái này trước mắt Tịnh Đạo Đại Sư vậy là cái gì quỷ? Một cổ âm ảnh chỉ như vậy bao phủ tại tất cả lòng người đầu. Tịnh Đạo Đại Sư đã đi tới Diệp Thần trước mặt,
hắn nhìn một cái bên cạnh An Tố Sơn, nhàn nhạt nói, ta phải dẫn đi hắn, ngươi có ý kiến sao? An Tố Sơn sợ toàn thân phát run, ở nơi này loại truyền thuyết cấp cường giả khác trước mặt, hắn dám có cái gì ý kiến à? Không không có. Được. Tịnh Đạo Đại Sư gật đầu một cái, đưa tay ra, trực tiếp đem Diệp Thần đỡ lên, hướng vậy ngôi chùa miếu đi. Vị tiểu thư này, người cũng có thể mình đi thôi, nếu như không ngại, có thể ở miếu trong nghỉ ngơi một đêm. Những lời này hiển nhiên là đối với Chu Nhã nói. Chu Nhã che có chút sưng đỏ nửa bên mặt, gật đầu một cái, trực tiếp theo đi lên. Chỉ như vậy, ba người hướng Tịnh Phật tự đi tới. Đi dạo sân vắng, căn bản không có người dám ngăn trở. Ừng ực, tất cả mọi người nhìn người vậy đi xa ba đạo hình bóng, nuốt nước miếng một cái. Bọn họ trong lòng không ngừng rung động. Thậm chí phần lớn người còn chưa kịp phản ứng. 10 năm, dòng dã 10 năm. Tịnh Đạo Đại Sư không có xuất hiện qua. Bất kỳ sự việc cũng không có để cho vậy phiến cửa mở ra. Bọn họ thậm chí không biết Tịnh Đạo Đại Sư cái này 10 năm là sống thế nào. Hoa Hạ võ đạo giới chỉ có truyền thuyết của hắn, lại không chân nhân, một lần để cho những cái kia Tỉnh An Huy cường giả cho rằng Tịnh Đạo Đại Sư căn bản không tồn tại. Nhưng là giờ khắc này, hắn không chỉ xuất hiện, thậm chí quang minh chánh đại mang đi vô số thế lực bao vây tiễu trừ Diệp Thần. Người này nếu không chết, ngày khác trở về, toàn bộ Tỉnh An Huy võ đạo giới tất nhiên động đất à. Mấu chốt giờ phút này, con mẹ nó ai dám ngăn trở à? Cục võ đạo Hoa Hạ vị cường giả kia cũng không có sức đánh trả. Bọn họ nhằm nhò gì à? Ngay tại lúc này, Tịnh Đạo Đại Sư bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn đưa lưng về phía tất cả mọi người, thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người để cho ta đối với Hoa Hạ võ đạo giới sinh ra một chút hy vọng. Rất tốt, nhưng là các người tất cả mọi người. Để cho ta rất thất vọng, các người đám này hạng người xấu không xứng đứng ở Tịnh Phật tự bên ngoài. 10 giây bên trong, nếu để cho ta phát hiện các người vẫn còn ở, giết chết không bị tội. Dứt lời. Bành. Cửa đóng lại, toàn bộ núi Thiên Giác chi đỉnh trùm lên một tầng cực kỳ hàn ý lạnh như băng. 1 giây. 2 giây. Đến thứ 3 giây thời điểm, đám người xôn xao. 1 giây kế tiếp, mọi người lại là vác đồng bạn bị thương. Rồi rít hướng xuống núi phương hướng đi. 10 giây sau này, toàn bộ núi Thiên Giác đỉnh không có người nào. Tông sư tức giận, không người dám chứa. Tịnh Phật tự, Diệp Thần bị Tịnh Đạo Đại Sư trực tiếp vịn ở trên giường. Sau đó, hắn lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đặt ở Diệp Thần trong miệng, nói, viên thuốc này đối với người có chỗ tốt, không nên kháng cự. Diệp Thần gật đầu một cái, đan dược vào miệng. Thương thế quả nhiên giảm bớt không thiếu. Cảm ơn. Diệp Thần khạc ra cái này 2 chữ. Tịnh Đạo Đại Sư không để ý đến, mà là nhìn về phía bên cạnh Chu Nhã, nhàn nhạt nói, thằng nhóc này tối hôm nay do ngươi chiếu cố, ta đi là hắn hái một ít thảo dược, hắn thương thế rất nặng. Nói xong hắn liền hướng bên ngoài đi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần mở miệng nói, ngươi tại sao phải cứu ta? Cửa phòng đóng lại. Chỉ để lại một câu thanh âm thản nhiên. Ta sạch sẽ đạo cứu người không tại sao, nếu quả thật phải nói một cái nguyên nhân, đó chính là ngươi đối với ta khẩu vị mà thôi. Rất nhanh, toàn bộ gian phòng chỉ còn lại Chu Nhã và Diệp Thần. Gian phòng mặc dù rất là đơn sơ, nhưng là nên có thứ đều có, Chu Nhã đi bên ngoài đánh tới nước nóng, vặn khăn lông khô, thận trọng cho Diệp Thần lau chùi. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Mới vừa rồi ta không giúp được ngươi cái gì. Chu Nhã có chút tự trách, dẫu sao Diệp Thần là nàng mang tới. Diệp Thần nhìn một cái Chu Nhã, cứng ngắc đưa tay ra, rất là khó khăn, hắn chạm được Chu Nhã có chút sưng đỏ gương mặt, nhẹ giọng nói, còn đau không? Không bị thương. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó con ngươi hiện lên một tia lãnh ý, gằn từng chữ, ngươi một tát này là bởi vì là ta, cùng ta hết bệnh, An Tố Sơn sẽ chết rất thảm. Chu Nhã lắc đầu một cái, Diệp tiên sinh, chẳng qua là một cái tát mà thôi, không có gì lớn không được. Diệp Thần không có nói tiếp, mà là nhắm mắt lại nằm xuống. Hắn đi thẳng tới luân hồi mộ địa. Vậy ông già áo bào đen đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Thằng nhóc, ngươi có thể hay không trách ta lúc ấy không ra tay. Ông già áo bào đen mở miệng nói.
Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn nhìn một cái đỉnh đầu vậy cái huyết long, lạnh lùng nói, cho tới nay ta quá thuật, như vậy một lần đối với ta lại nói vậy coi là chuyện tốt, huống chi vậy cái huyết long bởi vì lần này, đã làm lớn ra không chỉ gấp đôi. Còn nữa, ta hẳn lại có thể đột phá. Ông già áo bào đen con ngươi híp lại, đối với Diệp Thần càng ngày càng thưởng thức, sau đó mở miệng nói, ngươi còn có chỗ tốt lớn nhất không có nói. Đó chính là cái này vực ngoại linh thạch. Dứt lời, ông già áo bào đen vung tay lên, một viên sáng chói vực ngoại linh thạch trực tiếp treo lơ lửng ở luân hồi mộ địa đỉnh đầu. Ánh đỏ chiếu sáng đất đai, gần trăm tòa mộ bia kịch liệt lay động. Trong đó hai tòa mộ bia lại là sinh ra một đạo liệt ngân. Xuất sắc ngày mai tiếp tục, mặc dù rất muốn viết nhiều điểm, nhưng là ăn Tết thật không tiện, chỉ có thể hết sức ngủ ngon. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.